thể đưa cánh tay quý vị thật cao lên và hát cùng Tuấn Hưng ca khúc này được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì giờ đây anh đã mất em rồi. Anh không. Vì giờ đây em đã xa thật rồi. Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời. Mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi. Tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm em mỗi ngày? Để giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn anh biết, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu anh. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quý vị các bạn đang đến với một sáng tác của nam ca nhạc sĩ khác biệt, bài hát được mang tên Tìm Lại Bầu Trời. Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi. Tại sao giờ chúng ta lìa đôi? Tại anh đã vô tâm hay tại anh không quan tâm? Giờ đây khi lời anh nói em không tin anh nữa vậy. Trong tình yêu đôi lúc ta hay giận hờn ai thiên, nhưng anh thấy giờ em không còn yêu ai. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà anh khi chưa quen em thấy anh vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Quý vị đưa cái tay quý vị. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu, nơi mà em khi chưa quen anh thấy em vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời. Một tràng hốt tay cho Quang Anh. Này, nói nghe này bạn ạ. À, bạn gặp một cái vấn đề cực kỳ lớn, rất là lớn.
vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đó là càng ngày bạn hát càng hay. Trời đất ơi, anh ơi, gì ngang ngược vậy? Vấn đề lớn luôn hả? Rất là lớn. Từng vòng bạn từng tiến bộ và tôi càng ngày càng thích bạn nhiều hơn. Cá tính bạn cũng thú vị và bạn hát cũng hay. Và bạn càng hát càng tình cảm. Cái độ tình trong bài hát bạn có, cái đó khó lắm. Bắt chước người ta mà còn tình được như cái người ca sĩ gốc là rất khó. Và hôm nay bạn thể hiện rất là sâu lắng cái bài này. Nhất là cái đoạn cuối bạn knock out rất tốt. Rất là tình cảm mà người ta nghe, người ta có thể xúc động được. Đó là thành công. Một tràng pháo tay, cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Dạ, xin mời chị Cẩm Ly ạ. Hôm nay thì tốt hơn tuần trước rất nhiều. Cái lỗi mà không có kiểm soát được cái khi mình đã, hôm nay đã làm được, đã làm chủ được cái giọng hát của mình. Hát những cái đoạn cao, nhưng mà Ly vẫn thích Quang Anh hát ở những cái lúc mà nhạc chậm á, thì nó rõ cái âm của Tuấn Hưng nhiều hơn. Là những cái đoạn nhanh là mình dễ bị lướt qua, nó không có nghe rõ được. Ở Quang Anh, Ly muốn, tức là bây giờ giọng hát của mình đã tốt, mình đã kiểm soát được, thì bây giờ ở đây cái hình thể chưa thích lắm nha. Đúng. Nó chưa có lãng tử và nó thoải mái như Hưng. Tức là hơi bị gò. Đặc biệt mình nhìn kỹ là ở cái phần chân của mình, nó cứ cái chúm chím mà nó cứ không được thoải mái. Hưng là rất thoải mái. Cái đó là cái thứ nhất về cái phong cách. Cái thứ hai nữa, cái gương mặt Hưng rất là thoải mái. Và cái mặt hát rất là feeling, rất là lãng tử, rất là bất cần luôn. Còn ở đây mình bị còn nghiêm quá, mình đang cố gắng. Thì Quang Anh còn thiếu hai cái đó. Bây giờ mình ổn định được giọng hát, mình cố gắng nếu vào vòng trong kỹ hơn, hình thể giải phóng thoải mái. Xin thành cảm ơn chị. Xin được cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng cho Quang Anh một lần nữa. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là Thanh Hiền. Và hy vọng tuần này cô ấy sẽ tận dụng hết những khả năng của mình với cái cơ hội cuối cùng để tỏa sáng. Xin được dành một tràng hỗ tay cho Thanh Hiền với sự hóa thân thành nữ ca sĩ Như Quỳnh. Em thật lâu nén thơ ngây chưa vương sầu lấy nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng nhanh sao xuyến nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu có đôi khi bên em thơ ngây mà rằng lòng đừng nói ra em còn tìm trinh nguyên vương tình sâu chân ngân giờ nụ hồng phai nhanh em hơn em dối anh mang cô đơn trên lối về anh xin yêu em đơn phương thảo rằng mình đừng nói ra để mây đây bên em đã trưng về lối cũ dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu. Nói
dáng đứng. Một tràng hoa tay nữa cho tiết mục vừa rồi được không ạ? Wow, trời ơi, một ký ức tuổi thơ thanh xuân chợt ùa về. Đó là liên khúc Tình Đơn Phương Và Mãi Là Người Đến Sau. Lúc mà ngồi dưới em ngồi em nghe em nổi hết cả da gà. Ủa Minh Xù, em có đoán được là ai không? Em không biết. Không, bây giờ em không cần đoán đâu, bây giờ chị hỏi nè. Chị Minh Tiết, cứ mỗi lần mà em nghe ai đó có cái giọng hươm hươm giống chị là em lại nhìn thấy chị dính vào ghế, còn anh Thành thì sẽ cười. Như dạ, cái miệng em lúc cười bỏ hai cái bánh hamburger vô vừa. Em xin lỗi nhưng mà thật sự đó là điểm nhấn của chương trình nè. Chị Minh Tuyết, chị thấy như thế nào ạ? Sơ sơ thôi ạ. Chắc chị chết. Rồi một tí nữa chị sẽ chết nhiều hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với các thí sinh để xem họ là ai, họ đến từ đâu. Đầu tiên em chào anh. Xin gửi tới 4 vị giám khảo và toàn bộ vị khán giả lời chúc và lời chào trân trọng nhất. Em tên là Lê Vân, hiện em đang công tác và sống tại Hà Nội ạ. Lê Vân là gọi tắt là LV đấy hả? Công tác ở Hà Nội là anh làm công việc gì ạ? Hiện tại thì em đang công tác tại trường Đại học Văn hóa Quân thuật Quân đội ạ. Em là giảng viên về piano ạ. Giảng viên piano. Nhưng tại sao bạn lại đến với chương trình này? Thực ra là mọi thứ đến ngẫu nhiên thôi ạ. Và em thích được thể hiện những ca khúc của thần tượng của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Vâng, tiếp theo bên đây. Trời đất ơi, nhung lụa nè. Mãi là người đến sau. Yêu em trong nỗi đau à. Đến từ đâu, tên gì? Trời, hai con MC như ăn tươi nuốt sống ra vậy đó. Hỏi nhẹ nhàng mấy em. Trời ơi, cái gì vậy, kinh động công chúa của tôi. Dạ em xin lỗi. Bé ở đâu nói? Dạ vấn đề nói đầu tiên cho phép em xin được gửi đến quý vị qua giám khảo và tất cả quý vị đang có mặt trong trường quay cùng tất cả quý vị đang xem chương trình qua màn ảnh nhỏ một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ lời nói đầu tiên em xin được gửi đặc biệt đến chị Tuyết à, Tuyết Vi thăm kiến hoàng thượng. Miễn lễ. Dạ tạ ơn hoàng thượng. Trời nói quá, nói luôn chưa biết tên, chưa biết tuổi luôn. Dạ, tên của em là Minh Phúc. Trời ơi, tụi Minh Tuyết không, tụi xem dạ. Xỉu luôn á. Em ơi, em đến từ đâu? Dạ, thưa quý vị khán giả, thưa anh chị MC, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, công việc thường ngày của em là gì? Dạ, em làm công việc tự do. Và em cũng có đi hát. Vậy hả? Rồi chào em Minh. Dạ, em cảm ơn anh chị MC xinh đẹp rất nhiều ạ. Trời đất ơi, nói gì nữa, vỗ tay cho Minh Phúc. 10 tràng hô tay. Minh Xù nó nghe nè. Sao mà chị bực mấy cái thí sinh mà nói thật như vậy luôn á? Tại vì dù mình có đẹp đi chăng nữa mà nói như vậy chị rất là ngại. Vậy đó hả chị? Em nói cái câu đó em mới không biết ngại. Đó. Tiếp theo, một bộ đồ rất là hoàng gia. Sao chàng sao trai? Đâu ở đâu? Trả lời đi. Chị đến từ đâu? Dạ, em lần đầu tiên em xin phép gửi lời chào đến 4 vị huấn luyện viên. Em rất là hâm mộ. Và xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại hôm nay và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình. Và xin chào hai anh chị MC. Mộ ha. Chào anh. Cái giọng nói chuyện là của Mr. Đàm mà hát là của Minh Tuyết. Dạ vâng ạ. Dạ tại vì giọng chị Minh Tuyết cũng hơi khàn khàn ạ. Cái giọng bạn lạ lắm luôn, khi bạn nói tôi không nghĩ là bạn nói thấp như vậy. Ủa mà hát lên cái tông Minh Tuyết thì thật sự là tôi bái phục bạn luôn á. Dạ. Cảm ơn anh Thành rất là nhiều ạ. Dạ anh, 40 phút trôi qua em vẫn chưa biết anh ở đâu rồi, tên gì ạ? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trọng Vương và em ở tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và nghề nghiệp của em hiện tại là ban ngày thì em đi làm trang điểm tự do, còn chiều tối thì em phụ mẹ buôn bán mì Hoành Thánh đồ á, của mì Hoa. Hoành Thánh qua đây. Ở quán này. Từ Hoành Thánh. Cảm ơn em. Rồi. Mình tràn qua cái người cuối cùng. Cái người này trong bóng đêm mà hát nghe y đúc một chàng trai qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thay đổi về nhan sắc, rất trẻ. Đôi khi bên anh thơ ngay mà dặn lòng đừng nói ra. Vậy thôi đừng nói nữa. Không, không phải nói chứ cho người ta biết tên gì ở đâu. Mời em. Lời đầu tiên cho phép đang truyền xin gửi tới 4 vị ban giám khảo, quý cô chú, anh chị cùng các bạn trẻ trong trường quay ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Cái nhất. Nhất. Giống à. Giống à. Ý đúng luôn. Khoan hỏi nè, anh Xền, anh thấy dạ. Sao? Không còn lời gì để nói, đang trường nhập em hả em? Dạ. Anh đang trường là thần tượng của em 23 năm rồi ạ. Rồi ăn ngủ cũng đang trường đúng không? Nhà chắc dáng hình đang trường nhiều lắm phải không? Đúng rồi ạ. Quá trời ông rồi, ông ơi. Nói cũng giống nữa anh hả? Rồi tên gì? Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Ninh.
Và hiện tại Nguyễn Ninh đang công tác và sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Ồ hay. Hay. Trời ơi, nói giọng miền Nam rạc được luôn. Ôi cái này là đúng là hiện tượng mãn gia đấy. Là dã man đấy. Trời ơi. Năm nay nhiều bất ngờ quá, năm nay nhiều bất ngờ quá. Anh Nam, anh thấy sao anh Nam? Bài hát Tình Đơn Phương là một cái bài hát rất là kinh điển mà nó gắn liền với cái hình ảnh là anh Bo đang trường với cái mái tóc bổ luống ở giữa đó. Và lúc đó thì thanh niên ai cũng làm một cái kiểu đó, hồi đó anh cũng có làm kiểu đó luôn. Cũng chia ra rẽ 5 năm, mà rẽ rất là đều. Giờ lớn đó. Rồi, anh bới đầu cô dâu rồi. Anh phải bới cô dâu vậy thì mới chặt lại được cái áo xương xa hạt lựu của Giám Thành. Hồi nãy tôi không cản là anh đội cái mấn đó nha. Cái mấn có ba hộp bự. Không biết chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào ạ? Ly nghĩ không phải bản thân Ly đâu mà tất cả quý vị khán giả ở đây cảm thấy rất là nhiều điều bất ngờ lắm. Cái đầu tiên mà Ly cảm thấy rất là vui là bởi vì tìm thấy lại những ký ức ngày xưa, đúng như anh Nam nói. Tại vì những cái bài hát này nó quá lâu nhưng mà nó khi mình nghe lại vẫn sống mãi những cái thời gian đó. Thật sự là quá hay. Như tin rằng đến với vòng biến hóa này chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy đầy bất ngờ. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiết mục đầu tiên trong vòng biến hóa. Xin mời. Đến lâu phải rơi lệ, xem nhau là dĩ vãng, cũng là lúc ta lìa ta. Hôm qua còn say đắm, mà hôm nay khóc ấm thầm. Vượt qua nhiều sóng gió mà ta không trân trọng những điều đó. Giờ thì em ơi ta đã mất nhau rồi. Giờ thì em ơi hai ta phải chia đôi. Mỗi người một nơi, chia cách như hai phương trời. Tìm hạnh phúc mới. Duyên mình đã hết chắc kết thúc ở đây. Không còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi. Phải chia tay thôi. Giờ thì em ơi ta đã mất nhau rồi. Giờ thì em ơi hai ta phải chia đôi. Mỗi người một nơi, chia cách cái phương trời. Còn cảm giác ở bên nhau nữa rồi. Phải chia tay thôi. Và đó chính là Thanh Nam với sự hóa thân thành Tuấn Hưng. Khi mà Thanh Nam hát ở trên này thì phía dưới ban giám khảo tỏ vẻ rất là thích thú và bàn tán rất là xôn xao. Liệu rằng bây giờ cảm nhận của họ như thế nào về bạn đây? Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Bạn không những giống giọng mà bạn giống luôn tinh thần, thái độ, con người, biểu cảm. Phần trình diễn của bạn làm tôi rất là ấn tượng luôn á. Chỉ có cái là cái câu chuyện của bạn hiện nay là đó là sự tiết chế. Hồi nãy giám khảo Cẩm Ly với lại Minh Tuyết có qua hỏi tôi một câu, định đặt cho hỏi bạn là khi bạn hát bạn có nhai mía không? Có nhai gì mía không?
Mong người chơi ta cho sự trí nhận. Mà tôi sợ cho cái ông âm thanh, sợ nó nhai luôn cái mì. Rồi một lát thí sinh sao không có cái để hát. Tôi thường muốn chết. Chị Minh Tuyết, sao chị cười rung rinh vậy chị? Mà nhai theo mà mỏi miệng quá mà. Trấn Thành nói đúng, bạn có cái chất giọng giống anh Tuấn Hưng rồi. Chỉ rằng là bạn bớt lại tí, với lại về nhìn gương hát chút xíu. Tại vì nhiều khi mình là ca sĩ mà mình hát cái khẩu hình của mình á cũng phải đẹp tí xíu. Tuấn Hưng hát có cái nhựa nhựa, có cái nghiến nghiến, nhưng mà bạn làm nhiều quá, nhiều khi nuốt luôn cả cái chữ không nghe luôn á. Nó bị hơi quá. Bạn về bạn nghiên cứu cái đó và bạn bớt lại chút xíu giùm Tuyết. Nhưng mà bạn hát rất là tốt, chúc mừng bạn tiết mục vừa rồi. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. À, thật sự phải nói là những bạn thí sinh của chúng ta khi đến với chương trình này thì họ mới có cơ hội được trở thành thần tượng của họ thông qua giọng hát và phong cách trình diễn. Cho nên là đôi khi tới đây mình mới biết là mình nên phải tiết chế điều gì, đúng không anh? Đây là vòng đầu tiên thôi, anh cứ thoải mái nha. Người ta phải lấy thêm kinh nghiệm để người ta đi vào vòng trong nữa. Chính mà. Chính xác. Dạ, và với phần trình diễn vừa rồi, một tràng pháo tay chúc mừng cho Thanh Nam. Xin chúc mừng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Xin mời. Mọi người có thể hát theo cô Minh Tuyết được không ạ? Một người thân sĩ, cảm ơn được khán giả rất nhiều. Trọng Vương, ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, ca khúc Muộn Màng vừa rồi. Em trai lấp lánh ơi,
Dạ. Hỏi thiệt nha. Dạ. Thật ra anh thông cảm cho mấy bạn nam mà hát tông nữ lắm. Mặc dù biết là hát nổi đó, nhưng mà khi mà ai kêu mình ngoài giả giả vui vui rồi đó, hiểu không? Thì mình ca một đoạn thì nghe rất là hay. Nhưng mà biểu em đu hai lời của một bài hát trọn vẹn thì đôi khi cái nốt treo nó treo hoài, nó cao quá. Hỏi thiệt có thấy bị đuối không? Dạ không có đuối, và bình thường, nhưng mà có điều là nó không có được tống hơi ra nhiều. Đúng rồi. Đúng đó. Dạ. Cái đó là cái khó của người con trai giải giọng con gái. Tại vì mình phải ém cho nó mềm. Bình thường em không bị, mà chắc do chút xíu áp lực nên thành. Có nghĩa là em nghĩ là mình sẽ có thể hát tốt hơn những vòng sau đúng không? Dạ em nghĩ nếu mà có cơ hội đi tiếp vòng sau thì em sẽ cố gắng hơn ạ. Bình thường thì bạn có hay hát những bài hát của nữ và đặc biệt là giọng của chị Minh Tuyết không? Em đi ăn sinh nhật bạn, đám cưới hoặc là đi hát cho những tiệc tùng á, hầu như là em hát nhạc chị Minh Tuyết không à. Rồi, không nói gì nữa. Nói gì nữa. Nói gì nữa. Chương trình này chương trình của Minh Tuyết. Ốp phan Minh Tuyết. Minh Tuyết cho những người bạn. Đúng rồi, Minh Tuyết và những người bạn. Dạ xin mời chị Tư. Đối với Ly thì nếu như mình hát được á, tông á, mà mình hát cao lên tí xíu nữa thì nó sẽ ra chị Tuyết nhiều hơn. Đặc biệt ở hai bạn luôn, Vương cũng như Phúc. Chị thích nhất là cái đặc trưng của cái người thần tượng của mình là cái độ rung ở cái đuôi câu. Chị Tuyết có cái đặc trưng, cái giọng rung đó lạ lắm, ít có người có lắm. Hai bạn đều có hết, nhưng mà Ly vẫn thích cái tình, cái uyển chuyển mềm mại thì bạn điêu luyện hơn. Còn thí dụ như chẳng hạn như bạn Phúc hát thì nó lại ém lên cái giọng, nó lại the thé lên, nó hơi nó cái ké giọng nữ, nhưng mà nó cái độ mềm thì nó chưa có được uyển chuyển như bạn. Rất là trông chờ ở vòng sau để xem hai bạn có cái gì đột phá không. Còn đạo diễn Hoa Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Cho anh hỏi Trọng Vương á, là em đã từng hóa thân hoàn toàn thành cô Minh Tuyết chưa? Kể cả phục trang và tóc tai make up. Anh đặt câu hỏi này làm em sực nhớ tới là lúc còn trẻ 18, 19, 20 gì đó, em có đi diễn trong mấy cái phòng trà hát với nhau. Thì em lên hát chơi thôi, xong mà em hát bài của chị Minh Tuyết. Thì những người ở đó người ta thấy em hát giống, xong mà người ta nói là ê vậy em có muốn đi hát giả chị Minh Tuyết không, hàng đêm mỗi tuần thứ 6, thứ 7 vậy đó. Em đồng ý. Và em nhớ là lúc em giả được 2-3 đợt sau là em nhớ là có chị Minh Tuyết vào coi một lần. Và em bị té trên sân khấu. Đêm đó là chị Minh Tuyết với anh Lương Tùng Quang đi coi, ngồi bên, nếu mà sân khấu nhìn xuống là bên tay trái. Nhớ là như bữa đó giả đã không yêu thì thôi thì phải. Mà có té không? Không nhớ nổi bởi lâu quá rồi. Nhỏ khẳng định có té. Thôi không té là coi người khác quá, rồi. Không nhớ nổi. Lúc mà ra về chị hỏi em là bé té bé có sao không? Trời ơi, té có sao hỏi mà không nhớ. Lâu quá rồi. Dạ, rất là lâu rồi. Cũng em nhớ lúc em 18, 19 tuổi. Bây giờ em 30 mấy tuổi rồi. Thì lâu đã lâu rồi. Mười mấy năm rồi anh Sen. Mà đúng là một cái câu hỏi của anh đã gợi lại cái kỷ niệm giữa hai chị em mà. Lúc nào em cũng nhớ cái kỷ niệm đó. Tại vì đó là lần đầu tiên em tiếp xúc với chị Minh Tuyết. Hay quá anh Nam, anh hỏi một câu mình kể nguyên câu chuyện. Thì anh nghĩ là câu chuyện đó là nó cũng đã diễn ra được khoảng 30 phút rồi. Thì anh sẽ quay lại với cái cảm xúc của mình. 30 phút đã trôi qua. Lúc em đi từ cánh gà ra trong làng sương khói đó và thấy em đi rất là nhẹ nhàng, và những cái biểu hiện, những cái động tác diễn của em á, nó cũng thể hiện cái sự nhập tâm của em đối với thần tượng của mình. Này hồi nãy em chợt nhớ, hồi nãy em có quay qua em nói với chị Tư, tôi đồng ý là Minh Tuyết lâu lâu có nghiêng về bên này một tí, trụ một chân. Nhưng hồi nãy cái cách bạn đi trong làng sương khói, như anh nói, đang đi bạn lú vừa trong bờ toàn mạng sương khói bạn tràn ra. Thì trong cái màn xương khói đó tôi thấy bạn làm như người ta không để ý. Bạn có làm một động tác nó hơi liệt một bên. Cái nó mới bị trùm vậy nè. Mình nên né những cái động tác vậy. Tại vì Tuyết làm vừa phải thì nó đẹp, phải không? Trụ biết đâu người ta bị dắt cái gì sao mà nói gì ghê vậy trời. Hồi nãy thiệt nói vậy ta mới dễ hiểu. Người ta có giải thích nè. Sao? Hôm bữa người ta gặp chị Tuyết là người ta té. Còn lên đây chị ta gặp Tuyết là người ta bị vấp. Quanh đúng không? Cái sân khấu nó rít quá. Thấy chưa? Anh biết mà. Cái đoạn trùng trời đất ơi. Anh thấy tôi để ý tôi biết. 40 phút đã qua rồi. Dạ 40 phút đã qua. Rất nhiều và hy vọng là bạn sẽ cố gắng hơn nhiều nữa trong vòng sau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Xin mời. Rồi người ơi.
từ trong đáy mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng, muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dài ôi chỉ không nào, giữa hơi thở đêm mê ngây ngô đang say vì ngọn đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rơi, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chẳng luôn muốn nhìn kiếm, vẫn yêu một mình em thôi. Nếu ta sẽ ra chơi, trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, hay quá. Trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối, xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi. Em nhìn anh cười tươi chăm đến mắt em xiêu dàng, anh nhìn em bầu trời hoa bướm lung linh tỏa sáng, muốn nói thế nhưng cần chỉ phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dài ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở để mê ngây ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vẫn đôi sao rơi, trái tim này cũng chỉ một lời, dù phải chịu chẳng luôn muốn nhìn kiếm, vẫn yêu một mình em thôi, vẫn yêu. Vẫn yêu sao ta? Quý vị thấy bữa nay Minh Tuyết có đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Vẫn yêu một mình em thôi. Giữ trọn cảm xúc, một tràng vỗ tay nữa ạ. Minh Phúc, Văn Ninh. Xin cảm ơn các bạn đã đến với chương trình. Trời ơi, cái ông màu trắng lấy lại phong độ liền. Trời chứ. Ơi, đang trường của em nè. Thì hồi nãy mới rầy ổng á, cái màn mà dân ca, cái vô đây ông lấy lại phong độ liền. Mà tôi khoái nhất mọi lần hát đừng cái đoạn gì đó mà hát đừng gì đó. Hư sàn, gãy cái sàn. Làm ơn ai cho xin một mớ dầu nữa đổ. Anh Thành ơi, anh có sự cố về phuộc nhúng trong người hay sao vậy? À dạ rồi, cảm ơn anh Vân. Dạ. Khoái cái đoạn hay nơi đừng nên gian dối gì đó, cái đoạn đó ông đang trường lấy tay ông làm y chang anh đang trường, mà cái cách nhắc chữ y chang đang trường luôn. Lần này là thật sự là quá giỏi bạn. Thôi Minh bạn Tuyết ơi. Cái đoạn này hình như là cái quãng nó không có hỗ trợ lắm, mình dùng cái giọng giả thanh á nên nó không có nét lắm, nhưng mà thông cảm thôi, tại là nam mình lên giọng nữ mà. Nhưng mà thần thái ăn đứt người ta bước ra, trời ơi, mà bữa nay nó makeup chưa kỹ, cái mặt nó như con gấu vậy đó mà. Mình tin là nó đẹp luôn á trời. Em chưa được đẹp sao anh? Trời ơi, chịu quá, triệu like. Giám khảo Hoàng Nhật Nam, anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh nội tâm lắm, mấy này anh chịu không nổi đâu. Anh nội tâm nhưng mà với cái tiết mục này á thì thật sự là anh cũng muốn bung lụa theo các em. Trời ơi, trời ơi, quay đầu diễn đội bung lụa kìa bà Tư. Bởi vậy nghe hết hồn chưa? Đối với bạn Văn Ninh đi, có một cái phần đơn ca chưa thành công lắm, nhưng mà đúng em đã trở lại, và từng lời từng chữ của em, và đặc biệt là cái chơi chiêu
cái đoạn cuối á, bắt đầu là giao lưu với khán giả rồi giao lưu với Minh Tuyết, đó là nó rất là mang cái yếu tố giải trí, cho nên là cái tiết mục này là em đã chiếm trọn cảm tình của khán giả rồi. Còn đối với Minh Phúc á, lúc nãy là mọi người cũng sẽ còn hồ nghi em một chút, nhưng mà vào sân khấu có cái đầm này với cái mái tóc giả này, từng cái động tác của em, từng cái hất tóc này, sau đó từng cái đưa tay lên rồi rất rất trữ tình, rất là ngọt ngào theo kiểu của cô Minh Tuyết, nhưng mà anh nghĩ là em hơi bị đậm hơn. Thế còn chị Tư? Để Hoàng xử cảo mê ai. Hồi nãy chị nói chị hơi thất vọng về em một tí xíu Ninh ha. Nhưng mà lúc em ra bài này, thật sự khi mà em hát đoạn đầu á, chị thấy à, trường quay lại rồi, tốt hơn rất là nhiều rồi, ok. Nhưng mà em ở đây á, em hay cái là em có những cái chữ á, của anh Trường, ảnh hay nói sao ta, có nhiều cái chữ như chị ghi ở đây là hãy đó, anh có một cái nức nhẹ nhẹ trong đó, cái nức đó, những cái đặc trưng của anh Trường, hoặc là những cái tỏa sáng, cái chữ đó chị thấy rất là giống luôn. Cái hay nhất là cái chữ nghi ngất á, giữa hơi thở đêm mê ngây ngất, hát cái câu đó cho anh nghe thử coi. Giữa hơi thở đêm mê ngây ngất, đắm say vị ngọt đôi môi. Cái chữ ngây không? Cái chữ ngây đó. Còn nói về Minh Phúc thì để Minh Tuyết nói đi, nhưng mà cái điều hôm nay Tuyết ơi, hát bài này điệu quá, Tuyết chịu không nổi luôn á. Quá mình điệu, sao? Tuyết thấy mình sao? Minh Phúc sao? Hôm nay sao Tuyết Tuyết nhìn không giống Tuyết Tuyết, nhìn xa xa sao giống Hồ Ngọc Hà. Đứng kế bên cũng thấy giống Hồ Ngọc Hà luôn á chị. Đó. Tại sao? Tôi nói liền. Tại sao? Tại vì tóc của Tuyết là phầm. Phòng. Tóc nha, hai tiếng đồng hồ để bới cái đống đó lên để phòng như vậy. Thấy chưa? Còn em ngày hôm nay tóc em dẹp, dẹp tóc là tóc của Hà. Đúng rồi. Lọn ở dưới là tóc của Hà. Cái thứ hai, Tuyết chân mày, Tuyết vẽ nằm đây, chân mày Hà vẽ mới cao lên tí. Em vẽ chân mày em cao quá ra Hà. Nhưng mà riêng về giọng hát, bài vừa rồi em hát hoàn toàn không giống chị một chút xíu nào hết à. Chắc có lẽ là bạn Thiên biểu diễn nhiều quá, đúng, nên đúng, bạn quên nâng niu, tập trung vào cái làm điệu nhiều. Đúng rồi. Bạn phải nhớ nha, khi mình làm điệu thì làm điệu, nhưng cái quan trọng là bạn phải nâng niu cái giọng. Tại vì khi Tuyết hát, em để ý Tuyết rất nâng niu từng chữ một, thì em cũng phải nâng niu nó. Phát cái đầm cái mừng quá quên cái giọng. Nếu mà vô vòng trong là phải cố gắng, tại vì giọng hát nó vẫn rất là quan trọng nha, cố gắng nha. Cảm ơn chị. Văn Ninh ơi, chị nói thật, hồi nãy lúc em hát á, chị nhắm mắt lại thử, chị nói thật luôn, chị tưởng Đan Trường hát. Bởi vì chị hát với Đan Trường trong cái live show bài hát này, em hát rất là giống anh Đan Trường, giống dễ sợ luôn. Chị chúc mừng em về tiết mục vừa qua. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Một tràng pháo tay, cảm ơn ban giám khảo, và đặc biệt hơn hết chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với tiết mục tiếp theo, xin mời. Bên anh trời vẫn chút mưa. Trời ơi, sao bác hát dữ vậy? Đôi tim yêu chán chưa. Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều, sẽ yêu anh trọn cuộc tình. Này em yêu em, ngày có nhớ chưa? Một tay đắm em say đắm. Nhìn vào đôi mắt muốn nói anh yêu em. Rằng anh chỉ yêu em mà thôi. Quên mưa gió, hạnh phúc ngất ngây, ta chung bước. Bên anh có nhiều những ước mơ, tình đắm say. Oh, 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 oh. Ta
Mang đồ dài cao hơn Minh Tuyết. Em thấy bước ra là em thấy chị Tuyết chứ mày, chỉ có chị Tuyết mới có đồ dài cao không, như vậy thôi. Cái đồ dài đó cao bằng đồ dài tôi luôn đó. Nhưng mà nói nghe nè, cái ông này, ông Lam Trường lấy lợi phong độ nãy luôn. Dạ. Yeah. Tuyệt vời. Bài này giống y chang Lam Tuyệt Trường. Vời. Từ diễn tới hát, ngắt nhịp nhả chữ chắc chắn ngon lành, nói là rút kinh nghiệm liền. Bà Tuyết hát hay luôn mà cái mặt thì ghê quá. Xí xí tôi chịu không nổi luôn. Chịu không nổi. Biết sao không? Sao chị? Cái nó phải nói là nó ùa, nó tràn, nó ập về cái kỷ niệm đi. Chịu không nổi. Mời. Tại vì cái bài hát này á nó lâu phải trên 20 năm mới tức hả? 20 mấy trên hơn? Trên. Nó rất là lâu được, rồi. Đừng có nói năm gì người ta đoán tuổi mình. À đúng. Không, thì tôi nói cái bài thôi. Chị nói như chuyện mới hôm qua được không ạ? Có MV á. Có MV là ngồi ngoài người biển đu, cái xích đu mà nhớ mà. Mà hình như là cái người đạo diễn của cái MV mà lãng mạn thơ mộng đó, hình như nhạc sĩ Minh Vi thì phải. Sao mình bị lạc đề không vậy? Không biết mình có nhớ nhầm không ta? Ủa là chồng bà đó. Chồng bà đó. Chồng. Biết sao không? Tại vì cái bài nè, đâu tôi đang nói cái MV hay gì, tôi đang nói cái bài hát này thật sự là nó gợi nhớ. Mà cái bài này nó rất là dễ thương. Tại cái lời khi mà nhạc cất lên, eo ơi, không phải bài của mình mà mình thuộc hết cái bài mình hát mà nó đã, nó sướng. Mình tuyệt khoái luôn bộ. Biết sao không? Vâng, đã trở về, Lam Trường đã quay lại. Còn nói về Vương, quá bất ngờ. Anh Thành thì anh nói cái gương mặt này kia thì đó mình bỏ qua một bên. Tại vì mình, bản chất mình không phải là nữ. Ly đã nói rồi, Vương có một cái là khi Vương hát ở những cái uyển chuyển mềm mại của một người nữ, Vương có. Tuy rằng Vương không có bén về cái giọng hát, nhưng những cái uyển chuyển, những cái mềm mại đó Vương làm chủ được. Cho nên hát lên nó nhiều thứ và cách diễn nữa. Nhưng anh Thành chê cái mặt. Không ghẹo thôi chứ đâu có chê cái mặt chê nữa. Chê là chưa trang điểm cho nó kỹ, cho nó sắc sảo nữ tính. Như cái mặt này mặt đẹp lắm, mặt đẹp mà. Nhưng hai bạn này trong bài này hòa quyện với nhau từng cái bè luôn. Và từ cách diễn và từ giọng hát là Minh Tiến với Lam Trường đi thấy. Có, thích bài này quá, chị không nói. Cảm ơn ạ. Sao, chị Minh Tiết, chị rung động tim chị đâu rồi? Bài này chị nhớ anh Trường quá. Vô cùng thích và nhớ anh Trường quá. Nhớ Lam Trường và nhớ cái khoảng thời gian mà ngày xưa mới bắt đầu vào nghề. Tuyết rất là thích bài hát này. Mỗi lần mà đi gặp Lam Trường thì lúc nào cũng muốn hát chung với Lam Trường bài hát này hết. Đúng là Vân, em đã trở lại với Lam Trường rồi đó. Chị chúc mừng em và bộ đồ này cũng như phong cách em rất là lịch lãm như anh Lam Trường. Còn riêng về Vương,
Vương Tuyết Tuyết nhạc lên, cái chị bất ngờ chị nhìn lên một cái chị thấy em đứng, em hoàn toàn lột xác hẳn so với vòng đầu. Còn về phần hát thì cái giọng em á, giọng trầm nhiều, nên em giả chị là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng cái hồn của em rất đúng, giống. Có, đúng rồi. Và cái hồn á mới là cái khó tập, còn cái kia là dễ tập. Em là đại diện cho body Minh Tuyết 1995, còn cái bà hồi nãy là body của Minh Tuyết năm 2019. Đâu cũng vô ra á, không vô tình. Thế còn đạo diễn Hoàng Việt Nam anh cảm thấy như thế nào ạ? Thực sự là với cái trang phục thì nó sẽ tôn dáng mình rất là nhiều. Hôm nay em diễn rồi, những cái chuyển động của em trên sân khấu với hai bạn đều rất là ăn xa mơ với nhau và rất là dễ thương luôn. Lần này anh đã thấy một Vân rất là khác, hai em dìu dắt nhau rồi nắm tay rồi đi lên đi xuống vân vân, và từng câu hát hòa bè cùng với nhau vô cùng dễ thương, không thừa một chút nào. Thì anh rất là thích tiết mục này. Xin cảm ơn, xin cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn ban giám khảo. Bạn ơi, Vương ơi, ví dụ mà mình trả lời luôn giọng nữ được không? Tự nhiên khuôn mặt nguyên cái đầm trả lời. Dạ, cảm ơn mọi người rất nhiều. Giọng nữ là sao anh? Chúc mừng cho hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Vừa đếm với ca khúc Để Cho Em Khóc, một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường. Trường sao em khóc vậy bé? Khóc rồi nè. Thôi, em khóc em rung rồi quá nè. Thôi đừng lo, mọi người thích em lắm, em đừng như, lo. Như Để Cho Em Khóc. Dạ. Để Cho Em Khóc. Đừng dỗ.
Như ơi, Như ơi chết rồi. Như, chị để cho bạn ấy thỏa với cái cảm xúc của mình hiện tại. Sao vậy cơ? Bé, sao khóc vậy? Em hạnh phúc quá. Thấy chưa? Hay không? Sao vậy? Em được hát cho chị Tuyết nghe. Em được hát cho chị Tuyết nghe. Trời ơi, thương quá. Dễ thương quá. Thương quá à. Giỏi lắm. Quý vị cho em một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? Thật sự là Tuyết biết em, bởi vì em là fan ruột của Minh Tuyết và thường hay giả Minh Tuyết ở trên Facebook. Tuyết thật sự là không có ngờ rằng là em đến đây dự thi cái chương trình ngày hôm nay. Rồi, mời Phúc quay trở lại sân khấu ha. Thương chị quá à. Em mê Tuyết rồi nào. Dạ em không có mê, em bị lậm. Trời ơi. Bị lậm luôn. Nhưng mà bây giờ hỏi nè, có chắc là thuộc hết bài của Tuyết không? Dạ thuộc hơn 90% mà. Ồ, thương quá vậy ta. Tất cả những bài hit của chị là em thuộc hết và em diễn luôn. Thành hồi chưa nãy... thấy nha. Bận đồ Minh Tuyết mà diễn có hết sảy nữa đó. Hồi nãy hát lên cái câu đầu tiên tôi nói phát nó cái đầm, phát nó cái đầm. Trời ơi, phát nó cái đầm nó bung lụa cho coi. Trời ơi, mặc bộ đồ này mà bước như là đang mặc đầm xẻ tà vậy đó. Ơi. Xuất sắc em ơi. Nói chứ thế này, những cái sự hoàn thiện là những cái chuyện mà bạn sẽ làm ở những dòng sau. Ở dòng này có những cái va vấp nhỏ xóa mờ cho qua hết. Bữa nay là có những cái câu mà thả ra là y chang Minh Tuyết luôn chứ không phải không đâu nha. Em về em để ý cái chính tả của em. Em chỉ cần phát âm đúng nữa thôi là em sẽ rất là giỏi và rất là xuất sắc luôn. Em đừng có hát là vì em vẫn mãi là người đến xa, mà Tuyết là vì em vẫn mãi là người đến sau, sau. Là cái chữ U nó đóng cái miệng lợ, nghe. Phát cho cái đầm là Tuyết nhập em liền nha, Kinh nha. Dạ, em cảm ơn anh Thành. Mê lắm đó, triệu like. Cảm ơn Trấn Thành rất nhiều, em có thêm động lực rồi đúng không? Bây giờ em nghe nè, em nghe thần tượng của em nói nè. Thế chị Tuyết. Anh Thành nói rất là đúng, em cũng còn có rất là nhiều cái lỗi ở trong lúc mà em hát. Nhưng cái thần thái của em á, nó rất là giống chị. Hồi nãy Tuyết chết cái đoạn mà Săn Tô mà nó đi. Đi lên, đi lên, đi đây nè. Xong quay một cái, trời ơi mà Tuyết quá chết cái đoạn đó. Đi ra lại cái vụ đó coi. Bước ra rồi, lúc em bước tâm xuống trạng nè, rồi tâm trạng bước xuống nè, đúng rồi. Tâm trạng đúng rồi, và sau đó không, tôi không gần với anh nữa, tôi đi đây. Trời ơi. Cái đoạn đó mới chết người ta. Cái thần thái của em á, nó làm cho mọi người quên đi hết. Và chính bản thân chị cũng quên đi. Và chị cũng hiểu một điều rằng là chị là giọng nữ, em là nam, mà lại giả giọng nữ thì cái độ cao của mình rất là khó. Để mà vừa phải giả cho giống cái giọng của chị, mà vừa phải hát cho đúng cái nốt, cái cao độ thì nó vô cùng khó cho một người nam. Cho nên chị rất rất là thông cảm cho em. Với lại giả chị cho nên chị bỏ qua hết. Sao cũng được. Nhưng mà nè, cái người mà hiểu chị nhiều nhất, cái người mà nhìn thấy từng ánh mắt của chị, từng cái đưa tay của chị, tôi nổi da gà nè, từng cái lắc người của chị. Trời ơi. Đó không ai khác, chính là đạo diễn đẹp trai nhất nước Việt Nam, Hoàng Nhật Nam. Thì ghê quá. Cái show này bây giờ yêu thương nhau lộ liễu quá. Thành ơi, anh đã có thể phát biểu được chưa Thành? Dạ dạ, em mời anh bới đầu. Dạ. Ca khúc mà để cho em khóc này với những bài hát khác của cô Minh Tuyết toàn là những cái bài mà nó rất là ray rứt, những cái đoạn mà bỏ nhỏ và thủ thỉ giống như là để mà tâm sự thì em làm rất sâu sắc. Và đặc biệt là hôm nay trong cái vòng đầu thì mình chưa có phục trang, nhưng mà từng cái vóc dáng, những cái bước đi của em, đặc biệt là có cái đau bụng nữa. Cái đó anh gọi là đau bụng hả anh? Anh chỉ nói vui thôi. Thì có những cái diễn xuất nhún và đưa tay làm cho bốn giám khảo chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng. Chắc chắn là nếu như em hóa trang toàn bộ luôn về mặt make up rồi mặt trang phục nữa thì anh nghĩ là cái sự cộng hưởng nó sẽ lên nhiều hơn nữa. Xin được cảm ơn bốn ba giám khảo rất là nhiều. Và Minh Phúc ngày hôm nay bạn đã rất là hạnh phúc đúng không, khi được đứng trên một cái sân khấu mà được hát giọng ca của nghệ sĩ thần tượng của mình nữa. Và chúc cho bạn sẽ có cơ hội lọt vòng trong để chúng ta có thể thể hiện được nhiều hơn. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với tiết mục tiếp theo, xin mời. Càng nhìn em
yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay thì ta gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viền xứ. Có cái xè của Tuấn Vũ về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em bơ hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trối, gửi đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hừng hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Bóng một người xa xôi, cánh chim tung trời, một vùng mây nước cho lòng ai thương nhớ ai. Về đâu em ơi, mưa rơi chiều nay, lưng trời như xa hồng, đường dương chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, gửi niềm xa xa. Người đi khu chiến thương người hậu phương, thương màu áo cưới ra xa trường. Đường trần còn tơ vương thanh tương, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh nhớ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hừng hờ, anh chết trong mộng ngày thơ. Lòng chân còn tơ vương khánh tương, thì đường trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều một liên khúc rất là tuyệt vời đúng không ạ? Tình bơ vơ và chiều mưa biên giới. Hai cái bài này, hai cái màu sắc của hai cái người nhạc sĩ khác nhau, nhưng mà vô tình hai cái bài này nó lại mang cái hơi thở giống.
đó là Tình Bơ Vơ của Lam Phương với lại Chiều Mưa Biên Giới của Nguyễn Văn Đông. Là bởi vì hai cái màu này nó mang cái hơi thở tình tứ lãng mạn giống như nhau, và nó nói về những cái người xa nhớ cái người còn lại. Và trời ơi, hôm nay kết hợp hai cái bài này đã hay rồi, qua cái giọng của bốn cái con người này cũng hay, mà băng nhạc đánh xuất sắc. Một trong những cái tiết mục tôi nghĩ là sẽ lưu dấu rất đậm đà trong chương trình năm nay là cái tiết mục này. Bốn cái con người đặc sắc này để xem họ là ai, chúng ta hãy cùng đến với từng nhân vật nha. Và đầu tiên xin mời anh tự giới thiệu ạ. Em là Tuấn Minh, em đến từ quê hương Bắc Giang. Em xin được chào bốn huấn luyện viên rất là tài năng và xin được cảm ơn tất cả quý khán giả. Công việc của anh bình thường là gì ạ? Là ca sĩ hả? Dạ, đam mê nghệ thuật, cứ phải bám sát với nghệ thuật thôi. Như lần này là lần thi đầu tiên ạ. À, lần đầu tiên. Thế thì cho Minh Sự hỏi nhỏ là ban giám khảo có đoán được chàng trai này đã hóa thân thành thần tượng nào không ạ? Anh không biết đoán là bạn này là hóa thân thành hay anh đoán là hai cái bộ vest may trùng chỗ. Sống cao quá hả? Giày đồ này kia nữa bộ. Trời đất đó. Minh Sù ơi. Lời đầu tiên chúng Minh Sù gửi lời chào đến với tất cả mọi người có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Sống Minh được, thấy dạ. Được lắm á. Thật sự ra bạn hát á, là tôi biết là bạn đang thể hiện giọng hát của anh Ngọc Sơn. Nhưng mà phản phất lắm nha. Nó đang bay bay chứ nó chưa có đáp Ngọc Sơn đâu nha. Hiện nay nó đang bị máy bay vô vùng bão đó. Nên lâu lâu nó cũng bị sương đồ mờ che khắp. Áp thấp nhiệt đới đó nha. Nên bạn phải cân nhắc rất là kỹ, bạn phải về bạn luyện nhiều hơn. Cảm ơn anh. Rồi, nói tiếp bên này. Bộ vest tiếp theo. Bộ vest này may khác chỗ hả chị Ly? Hả? Nhưng mà bộ vest này lại có sự trùng hợp của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đúng rồi, bộ vest của anh Hoàng Nhật Nam. Wow. Em ơi, mà chương trình cho Mai Sĩ đã tới giờ diễn show là phát đều mọi người. Chỉ có cái đôi giày của anh Thành là không sĩ được nha mọi người. Chỉ duy nhất anh Trấn Thành nha. Đúng mọi vậy, người chỉ duy nhất đôi giày một mình Trấn Thành không mọi người sĩ ơi. Được hãy phát cho Nam rồi anh không dám mang chứ bộ. Xin mời ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Bùi Quang Thái. Em sinh ra và lớn lên ở quê hương Vĩnh Phúc. Và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Yên Bái ạ. Công việc của bạn hiện tại là gì? Dạ, thưa anh thì hiện tại thì là em làm nghề về nông nghiệp thôi. Nông nghiệp? Sao lại muốn lên sân khấu mà đèn nhiều rồi hóa thân nữa? Ta đam mê. Vâng, vì Quang Thái cũng đã yêu ca hát, thích giọng ca của nam danh ca, ca sĩ Tuấn Vũ từ năm chưa lên 10. Dạ. Wow. Khi mà qua mùa 1 xem trên chương trình thì là có biết, thế nên là mùa 2 Quang Thái đã sắp xếp công việc và để trải nghiệm ở trên sân khấu của ca sĩ thần tượng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bạn ấy cũng đã tự chia sẻ rồi, bạn ấy hóa thân thành ca sĩ thần tượng là Tuấn Vũ. Mọi người phía dưới có nghe hao hao giống ca sĩ Tuấn Vũ không ạ? À? Chị Cẩm Ly. Nghe thì biết là các bạn hóa thân vào thần tượng nào hết á, Tuấn Vũ và anh Ngọc Sơn. Nhưng mà có điều là giống như nãy Thành nói, tất cả bốn bạn luôn chứ không phải riêng như một mình bạn Tuấn Minh nữa. Các bạn nó cứ bị hơi chao đảo, nó chưa có rõ ràng lắm. Nó có cái âm giống thần tượng của mình nhưng mà nó không có được trọn vẹn lắm, nó cứ thi này khi nọ. Giống như ở đây cái bạn mà bét đen này nè. Bạn này thì hát á là anh Sơn, cái độ mềm mại mượt mà thì bạn có đấy, nhưng mà cái âm sắc mà nó vang thì cái bạn Tấn Minh lại có. Nó cứ người này người nọ. Cho nên là chúng tôi chờ đợi các bạn ở vòng 2 rất là nhiều. Cảm ơn chị Tư. Em xin giới thiệu là Ngọc Truyền, em ở Đồng Nai. Và hiện tại em đang làm về bên trang trí nội thất ạ. Dạ. Công việc của anh làm được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, làm được cỡ 10 năm rồi ạ. Wow, 10 năm thì anh làm trang trí nội thất cho nhà cửa hay là công ty hay văn phòng hay dạ, sao? Dạ, trang trí nội thất trong nhà cửa. Nhà dạ. Cửa. Anh Thành ơi, có cái nhà nào cần trang trí nội thất không ạ? Giữa nhà. Giữa nhà. Giữa dạ. Nhà. Thưa em anh chị, mình cũng suy nghĩ tí. Dạ. Cái nhà chứ không phải cái mền. Luôn là luôn 10 cái. Dạ vâng. Thành thứ ra là nhiều khi con bé nó bận đầm nặng quá nó sản. Ok, mình không muốn nói làm gì. Nhưng mà... Dạ vâng, anh làm trang trí nội thất hả? Dạ vâng, em nghĩ là cái người đang cần anh đó là anh Hoàng Nhật Nam. Gia đình đủ điều kiện, nhà rất rộng. Dạ thưa anh, đang trống nó cần anh có... Với lại phim trường ở trong này đang cần tu bổ. Anh Nam dạ, nhà anh nghe nói rộng lắm, nghe nói biệt thự. Anh Nam thì không có nhà, toàn building. Nói chung Hoàng Nhật Nam hiện tại thì chưa có nhu cầu trang trí nội thất. Nhưng mà vì mình
có cái chiều cao khá khiêm tốn, mình muốn sắm một đôi giày như Trấn Thành thì có thể đặt đâu. Đôi giày này mình mua về có gì mình mặc ngoài mang cao đó mấy anh chị, đến lúc xây nhà giọng nền được. Đó đúng rồi. Em lo quá anh Nam ơi, cái khu vực của anh Thành hình như nó sụm trước hay sao á. Dạ thôi bây giờ em thực hiện ước mơ tiếp tục cho bốn vị giám khảo phía dưới là giới thiệu chàng trai cuối cùng mà, xin mời anh. Em là Phạm Quốc Vượng, đến từ Thái Bình và nghề nghiệp của em là tự do. Em thần tượng Tuấn Vũ. Nó rất là khổ, cái đoạn đầu thì bạn lại giống giống anh Ngọc Sơn, rồi tới cái đoạn sau mấy chữ cuối bạn mới giống anh Tuấn Vũ, nên tôi cứ ngồi tôi thắc mắc chuyện đầu tiên. Những cái câu đầu phát ra phải nhận biết người đó là ai được liền, thì cái đó mới là cái điều quan trọng. Không sao đâu, em tin đây là một tiết mục mở màn thôi, để giúp cho bốn thí sinh trong tuần này họ có cơ hội được giới thiệu nghệ sĩ thần tượng của họ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, đó là vòng biến hóa. Xin mời. Cho Nhã Thanh với phần hóa thân thành cô Ý Lan. Cảm xúc của anh Hòa Nhật Nam như thế nào? Lúc đầu thì anh có nói là anh đang trông đợi cái phần trình diễn này của cô ấy, xin mời anh. Cái giọng hát của cô Ý Lan thì quá sức đặc biệt rồi. Có một cái cách hát tiếp nối từ mẹ của cổ là cô Thái Thanh.
Và anh nghĩ rằng là để giả cô Ý Lan thì hồi trước đến giờ anh chỉ nghe Trấn Thành hát hơi làm quá một chút, nhưng mà anh nghe trong đó nó có rất là nhiều màu sắc. Nhã Thanh mặc dù rất là xinh đẹp, hát cái bài này anh cũng thấy là hay, tuy nhiên là để mà thuyết phục anh đây là cô Ý Lan á thì thực sự chưa thuyết phục được. Nó đang lơ lửng phảng phất đó thôi. Bài này là bài Biết Nói Gì Đây của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Nhạc sĩ này thì cũng gắn liền với rất nhiều những cái ca khúc như là Kiếp Cầm Ca hay là Mưa Rừng. Hình như là cô Tư cũng đã từng... Bài này có hát rồi. Em cũng có hát đó. Thôi, mối tình này là tôi không biết đi vậy đâu. Rồi cái người nữ quay qua trách người nam bận đồ không có hộp giống mình. Phải lặn lội về để tìm cái áo tím này để mặc cho giống người ta đó. Trời ơi, thôi chết. Nói với lại anh một cái bài này thôi cũng của người ta, hát dành tặng cho anh nè. Yêu thương mong manh. Tuyết với lại Thành là trùm phải không? Vậy là trùm, nhưng mà tại vì ở gần cổ nhiều. Tuyết ở gần cô Ý Lan nhiều. Thứ nhất, muốn giả Ý Lan cái hình tượng phải thực sự sang trọng, đẹp. Yes. Cô Ý Lan có nói một câu: con à, dù cô có đi vào bệnh viện, cô vẫn phải make up nha con. Live show của tôi ở Hà Nội, chúng tôi bay chuyến 6 giờ, 4 giờ phải có mặt ở sân bay. Thì thưa quý vị, vào lúc 3 giờ rưỡi, tôi tới sớm để đón mọi người. Tôi thấy một người phụ nữ đẹp đang cầm cái vali đi nhẹ nhàng. Xong cái cô tháo nhẹ mắt kính ra, mấy cô make up đẹp đẽ từ trên xuống dưới, tóc tai làm hết rồi. Cô nói: trời đất ơi, chị Lan, sao mới có 4 giờ sáng mà sao chị lộng lẫy như đi event vậy? Vì Trấn Thành, 1 giờ chị đã dậy cho mọi người make up cho chị. 1 giờ make up xong, đến 3 giờ chị ngồi để vấn ngấm vào da. Đó là danh ca Ý Lan thưa quý vị. Luôn luôn xinh đẹp và luôn luôn xinh đẹp. Nếu bạn lọt vào vòng trong là bạn phải lựa đồ thật là đẹp, thật là sang, lộng lẫy. Đeo vòng cổ hột hột hột, lần nào cũng vậy tới: trời cô ơi, cái này đẹp quá, cô mua mới mua hả cô? Không, cái này là cô mua lâu rồi, chưa có cơ hội cô mang đấy. Bây giờ cô mới lấy ra cô mang nè. cái này là hãng nào vậy cô? Nó là của Chanel. Cô mang giày gì vậy? Cô mang giày của Christian Louboutin. Cái này là chỉ nói riêng về cái phần bên ngoài. Còn nếu mà nói sâu về phần giọng hát thì bạn còn thiếu nhiều thứ lắm. Và Minh Tuyết nghĩ là Trấn Thành là người hiểu sâu nhất về cô Ý Lan. Cho nhượng lời là cho Trấn Thành. Thành nghĩ là bạn có nghiên cứu nhiều đấy. Bạn có để ý những cái nốt, cái cách cô hát, cái cách cô đẩy âm thanh ra. Nhưng mà thật sự ra đó là vì cổ quá nhiều cái technique và quá nhiều những cái chữ ký đặc biệt trong giọng hát. Cái đặc trưng lớn nhất của cô là gì? Bất cứ bài nào trên đời này cũng vậy, là cổ hát bằng cách nói. Xin ban nhạc cho lại cái bài hồi nãy đi. Biết nói gì đây khi hai đường đời đứng tướng luôn chia đôi mình rời. Là bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đời chờ chưa quên lối đi. Đó là phải như vậy đó, thấy không? Mặc dù là lên rất là sắc, là bén giọng gió, nhưng mà giọng cổ là giọng thổ. Chính xác. Nó rất là rền. Bao nhiêu đời chờ. Chính xác. Mà đợi là đợi hát bằng hơi nha. Đời thì là nuốt vào trong, nhưng chưa là bắn ra. Nó khó tới mức độ như vậy. Những cái âm sắc mà cao mà cổ bị, cổ giống như bị sét vậy đó. Đêm nay anh nhắn xó gửi mấy vị chờ anh. Chờ anh. Vậy, cái nữa. Đó, thấy không? Chào cho anh tiếng hát mình thương nhau sợi đỏ. Đó, nó vậy cơ. Chính nó xác rất là đó. Nhiều những cái chi tiết nho nhỏ mà tôi nói thiệt, nếu ai phải là yêu cô và tưởng tượng mình là cô thì mới hát được, chứ còn nếu mà để mà nghe rồi bắt chước lại làm được. Đi là phải đi giống như là nó nhấp tới nhấp lui. Bạn phải để ý rất nhiều nữa, nhưng mà tôi đề cao bạn là bạn có nghiên cứu, nhưng mà thật sự ra cái âm sắc của bạn nó không đủ. Đúng. Phát âm phải đẹp, chữ nhã nó phải đúng, luôn luôn cắn cái phụ âm cuối lại, không bao giờ được để khẩu hình mở ra. Dấu hỏi là đúng là
tuổi. Đúng rồi, tuổi. Hay là dấu nặng là đợi chưa. Dạ, nghiên cứu nhiều hơn nữa, hy vọng bạn sẽ làm tốt hơn ở cái vòng hòa thanh. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo của chúng ta và chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Đi tìm chỗ nào bình yên, tìm trong tim mình một bóng tôi nhớ thương, tìm trong thiên đường tôi tìm mãi một mình tôi. Đồ hồng xưa qua bao nắng mưa, ngày em vui đùa tôi ngồi hát ca ngoài sân, ngày em mơ mộng tôi lại lá phai cuối đông, ngày em yêu đời tôi cho thu ngơi làm thơ, lời tình riêng xa chưa lên tiếng, vẫn nhớ mãi mắt ai đang ấm, giờ chăm ngắm những nỗi xót xa trong lòng, hô hô hô, vẫn nhớ mãi bóng dáng thiên thần ấy, giờ còn đây trên tay ôm giọt lệ cay. Xanh như biển lửa, ân tình cát tựa bằng nó, chỉ đôi bằng nhúng lụa sao người. Anh về gom lại thư em, cả nghìn trang giấy mỏng xanh màu, gom cả áo lạnh ngày xưa, anh đem ra đổ thành cho tàn, cho người xưa khỏi phân vân, khi ngồi đàn áo cho người mơ, khi mùa đông lạnh lùng xa, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Em đâu em yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sâu, còn gì nữa đâu. Vẫn nhớ ánh mắt ai đầm ấm, dâng người hiền nên sợ
mắt mà đi. Tôi dần tôi đã ngây thơ, đem tình yêu hiến dâng người hết. Nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Chị Như ơi, là một fan, một khán giả của hai chàng trai này thì cảm xúc của chị ngay bây giờ như thế nào với phần song ca này ạ? Em là khán giả thì em thấy em nhắm mắt lại, em mở mắt ra rồi em nhắm mắt lại, em mở mắt ra, em cảm thấy nó chưa giống lắm. Chơi cướp hà hay cái gì? Em không biết nữa, nhưng mà tại vì em vòng trước thì Như cũng đã theo dõi hai bạn rồi, Như cảm thấy là vòng trước hai bạn hát giống nổi da gà luôn. Còn giám khảo, em ơi nè, Minh Tuyết mới gửi anh lá thư nữa nè. Gửi em đi ha. Thôi tiếp. Đây nè. Không phải là mới gửi mà có xe cua. Chị Tuyết mà ngồi sao mà gửi thư hoài được hay nè, vậy? Nè, trời ơi, đây nè. Nói không chính xác người ta không hài lòng, có nghĩa là đã biết trước mấy cái tình huống hay là gửi xe cua luôn phải không? Còn 4 lá. Đăng Tuyết nói là cứ cách nửa tiếng Thành mở lá ra cho Tuyết. Giúp như chị Tuyết chỉ hiểu trước nè. Vậy đó. Thành ơi, Tuyết quý bé Như lắm, nhưng trong trường hợp nó chia sẻ không đâu vô đâu, Thành làm ơn đẩy nó lên sân khấu làm MC lại, đưa Minh Xù xuống giùm Tuyết. Đó. Trả về. Trả về. Trả mà nó vui quá trời. Gà Như đi về đi con. Trời ơi, lên luôn, lên luôn. Lên luôn. Lên luôn kìa. Ê em. Dạ. Cái cách nó đi xuống giống như lễ tân khách sạn chào đón quý khách ở khách sạn. Trời, công nhận luôn á. Ngồi chỗ này khác hẫn luôn. Khác hẳn, giờ làm lại nè. Vâng, chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Không biết cảm giác của hai bạn bây giờ như thế nào ạ? Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào tới 4 giám khảo cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại trường quay ạ. Cảm giác của em bây giờ thì cảm thấy đã yên tâm hơn trước lúc thi. Và bây giờ thể hiện tốt phần thi của mình xong bớt hồi hộp hơn. Tâm trạng của em lúc này cũng tương tự như bạn Thái Sơn, cũng bớt hồi hộp. Không, anh nghĩ hai em nên hồi hộp lại từ bây giờ đi nè. Và tới phần nhận xét nè. Như ơi, em làm đúng vai trò MC mình, em phải mời anh Thành, đừng để anh tự anh nhận xét vậy. Dạ, giám khảo Trấn Thành anh tự trọng chút xíu, tại vì em chưa mời anh. Thế thì giám khảo Trấn Thành anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh không muốn chia sẻ. Anh Thành ơi, em xin lỗi chị Khả Như là cũng hơi bỡ ngỡ khi quay trở về với vị trí là MC. Dạ, xin mời anh nhận xét một lần nữa. Anh nhận và anh nói đây. Hai bạn này là xuống phong độ nhiều lắm luôn á. Bạn Thái Sơn, một phần tôi nghĩ có lẽ do cái tông này nó thấp, bởi vì làm phải hai bài nó match với nhau. Bạn tự hát không nhạc mà đúng tông bài đó coi. Thôi rồi, ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ diều hồng, anh đường anh hẹn đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Đó, tôi nghĩ chắc là do cái tông bạn không có đẩy hơi ra được. Còn bạn Đan Trường thì nó buồn cười là cái chỗ bạn hát cái bài Đàm Vĩnh Hưng giống hơn bài bạn hát bài Đan Trường mới ghê chứ. Bạn hát cái bài Cho Vừa Lòng Em thì cái âm sắc đó mới là âm sắc của Đan Trường á. Nhưng có vài chỗ thì mình thấy là cái cách ngân, cái cách xử lý chữ nó giống. Nhưng mà nó là vài chỗ, còn đây mình đang nói nó phải là cả tổng thể cả bài hát. Thì tôi thấy nó chưa thuyết phục lắm. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Chị nghĩ rằng không phải riêng gì Thành mà ở cảm nhận của chị cũng vậy nữa. Đặc biệt là ở cái phần lực Minh á, hôm nay em bắt đầu em túm lại gì nè. Cho nên là tụi em bị tù hết, hầu như là nó không có, nó sáng ra cái giọng của Trường rất là vang nha, vang và sáng. Và đặc biệt Trường hát cái giọng nó rõ lắm. Em hát cái bài Bóng Dáng Thiên Thần của Trường nó không có ra tí xíu nào hết trơn á. Còn nói về Thái Sơn á, anh Hưng ảnh có phà hơi rất là nhiều nha. Chính vì nhiều khi do mình tâm lý cố ý làm phà hơi, cho nên khi mà mình, nó không phải là cái giọng thật của mình, nên mình phà hơi, mình không giữ được cái cột chắc ở đây nè, cái lực chắc ở cái như cái là cái trụ giữa của mình á, cái mình lo phà
thì đâm ra là vô tình là nó bị mờ luôn. Cố gắng nếu mình đi được vào vòng trong thì mình có thể để ý thêm một tí xíu nữa nha. Cảm ơn Nhất Thời Khánh Ly, xin mời đạo diễn Hoài Nhật Nam ạ. Bây giờ anh sẽ dành lời khen hai đứa em đi. Về phần trang phục á, hôm nay hai em rất là đẹp. Các em tạo được sự thiện cảm rất là lớn. Khải Như lúc còn ngồi đây thì Khải Như nói là hôm nay toàn là những cái giọng hát gọi là khủng long yêu quái không à. Các bạn toàn là những cái giọng ca mà rất là khủng. Tuy nhiên cái phần mà cảm nhận của khán giả với lại ban giám khảo ở đây thì thực sự là cái cảm xúc mà hào hứng, cuồng nhiệt mà có thể hòa vào trong cái phần trình diễn của các em thì dường như là chưa có. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Thế còn Minh Xu? Ủa là em được nói luôn hả? Được nói em, nói hay hay không thôi bị đổi chỗ. Minh Xu thấy là ngày hôm nay đúng như ba vị giám khảo ở đây có chia sẻ rằng tuột đều như vậy thì em có hy vọng như nhau. Một cái hấu tay chúc mừng bọn em hết. Trấn Thành ơi, anh hiểu không anh Thành? Anh hiểu không? Một bạn tuột mà một bạn lên thì chắc chắn bạn kia quéo. Thì cho nên là các bạn lên bạn tự tin và hai bạn tuột đều. Giám khảo gì đâu mà comment tuột quéo. Chắc đọc thư Minh Tuyết nữa. Chưa. Kết quả rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần quyết định của ban giám khảo dành cho thí sinh Nguyễn Đình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Rất là tiếc, em lần trước rất là dễ thương và anh dành nhiều thiện cảm cho Nguyễn Đình lắm. Nhưng mà hôm nay em bị giảm sút về phong độ, cho nên là anh dành cho em vé chờ. Một vé chờ, giám khảo Cẩm Ly ạ. Chị vẫn muốn cho em cơ hội, thì biết đâu một tí xíu nữa các bạn biết sao, tại mình chưa biết như thế nào, nên chị vẫn dành cho em một vé chờ. Thế còn giám khảo Trấn Thành ạ. Tôi chắc chờ đi bạn. Ba vé chờ, xin mời bạn. Cảm ơn anh. Và chúng ta đến với thí sinh Thái Sơn, xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Bạn chờ nhé. Giám khảo Cẩm Ly, vé chờ. Giám khảo Hoàng Nhật Nam. Vẫn còn một thí sinh nữa hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng và anh vẫn muốn xem thí sinh còn lại như thế nào. Và em chờ nha. Minh Xuân, em không cần phải nói gì cả. Cảm ơn em. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp thí sinh tiếp theo. Dù em đã cố nắm tay, nếu anh mong manh tình yêu chẳng thấy, hãy cho em đến gần một chút thôi. Quanh đây màn sương kín lối, đừng chạy đi như gió kia thoáng qua, bơ vơ một cánh đồng chiều. Dẫu cho anh phải đi cách xa em cả phương trời, nhưng điều gì làm cho trái tim của em yêu không hề thay đổi? Có lẽ em chỉ mong nỗi đau thay giấc mơ, cũng chính lý do khiến em rất yêu anh. Với khi trong tình yêu những ngây ngô niềm vui nào, dẫu thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh, vừa từ mà tan biến. Chính khi trong niềm đau khiến cho em có quên, mới biết trái tim này đã yêu rất nhiều. Nhiều lần em cố nhìn vào mắt anh, long lanh hơn ghen dâu kín. Dù em đã cố nắm tay, nếu anh mong manh tình yêu chẳng thấy, hãy cho em đến gần một chút thôi. Quanh đây màn sương kín lối, đừng chạy đi như gió kia thoáng qua, bơ vơ một cánh đồng chiều. Trái tim của em yêu không hề thay.
rồi cũng sẽ quên rất nhanh, gỡ từ mà tan biến. Chính khi trong niềm đau khiến cho em có quên, mới biết trái tim này đã yêu rất nhiều. Một tràng pháo tay cho Như Mai. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhận xét đầu tiên đến từ giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Anh thấy Như Mai có nghiên cứu rất là kỹ những cái động tác về hình thể của ca sĩ Lệ Quyên. Không biết là bài hát này là em xem chị Quyên cái clip diễn nào? Diễn trên sân khấu hay như thế nào em? Thì ca khúc này thì em thấy trên YouTube thì chị Quyên thể hiện ở live show của chị Quyên. Một cái là hát live ở live show và một cái là chị quay ở trong studio. Thì em xem rất kỹ hai cái clip đó và hầu như là những cái động tác cơ bản, động tác mà đặc trưng của chị là em đã cố gắng ghi nhớ và thể hiện. Trong cái chương trình đó chị Quyên có đi qua đi lại nhiều như vậy không? Biết ngay. Dạ vâng ạ, thưa anh là tại vì chị Quyên hát với lại vũ đoàn á, nên là chị cứ vậy nè. Bé tưởng tượng phong phú. Em ở đây không có vũ đoàn, em cứ níu anh vậy đó. Thì á, em mà làm rất là ra cái động tác của em á. Và hôm nay tạo hình tóc và cái váy với dáng người của em cũng nhỏ nữa, vai cũng rất đẹp, thì em có những cái điều kiện rất là thuận lợi để giống chị Lệ Quyên. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng là cái phần vừa rồi á, em phải tiết chế lại chút. Bên kia có vũ đoàn thì chỉ có tương tác thì nó sẽ dữ dội hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn đây em cứ xề bên này, xề qua bên kia, cứ làm suốt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thứ nhất là cái giọng hát của em nữa, thứ hai là về cái hình ảnh của một ngôi sao mà cứ xề như vậy. Dạ. Đó. Anh, mình dùng cái từ sàn hay gì được không anh? Sàng. Di chuyển được không anh? Sàn nó là động từ. Còn xề. 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 Là... Nó là... Không, xề, qua. Xề là một xề phần á, của tính từ luôn ạ. À. Xề là tính từ luôn. Xề. Nhưng mà em phải xin lỗi anh Nam chút xíu. Anh Nam nói là bạn phải chỉnh tiết chế lên một chút xíu. Thì Thành cũng không đồng ý lắm. Thành nghĩ là bạn phải tiết chế rất nhiều luôn á. Chứ không phải là một chút xíu đâu nha. Hơi bị bất ngờ. Bạn thật sự là bị quá tăng động so với những gì bạn đang thể hiện. Hồi nãy tôi mới vừa khen bạn xong thì tôi nói thiệt xin lỗi bạn, tôi muốn lấy lại lời khen ghê vậy đó. Thôi mà cái này nè, tôi nghĩ là tại Thành nhá. Chắc vậy quá. Chắc vậy quá. Nhiều khi khen xong cái té hèm quá khích. Cứ mỗi lần mà tới tập nào của ca sĩ thần tượng á, thì trong phòng thí sinh á, nên lấy một cái bảng tên xong mình viết lên trển đề nghị các thí sinh khi nghe lời khuyên của Trấn Thành phải biết chọn lọc lời khuyên, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Em cảm thấy chị Tuyết giống như dành cả thanh xuân để mà mài dao đâm lại xìm mùa này vậy đó. Anh xìm anh có đau không ạ? Không, anh xìm mở dạ, thôi. Không đi vào xuất hiện. À thưa bạn, thế này tôi luôn luôn phải chỉ cho các bạn thí sinh chiêu là để ra sân khấu có cái đi biểu diễn cho khán giả xem, nhưng mà riêng với bạn chắc tôi là phải níu bạn lại. Phải nắm tay níu em. Như vậy vấn đề của em là gì? Thì anh nói nè, em bị biểu diễn, em không thể hiện mà em bị biểu diễn. Tất cả những gì em làm của Quyên rất giống và em để ý rất kỹ, nhưng em hãy làm tất cả những điều đó slow motion xuống hai nấc cho tôi. Quyên ra là sang trọng lắm em. Trời ơi, Lệ Quyên mà. Đúng rồi. Ra người ta như vậy. Nhiều lần anh đến gần để nói lời lâu lên rồi xương sâu kín. Mà ta đi nhẹ nhàng, cái hông mà ta đi nhẹ nhàng sang trọng. Còn em trời ơi bé ơi, không có làm như vậy, nhanh quá. Tôi nghi là cái dòng sau con bé này nó xuất hiện. Nó đứng sẽ đứng chỗ. Yên một chỗ. Mà slow motion luôn. Tại vì Thành kêu step tới hai bước lùi rồi đó. Ừ. Đó. Chị nói nè, lọc lửa lại giùm chị. Lọc lửa lại giùm chị. Nha. Em đúng là em có cái phong cách đó. Mà nhất là cái phần từ gương mặt em nè.
em làm những cái này nó giống Quyên lắm. Cái nhất, cái thứ hai trong giọng hát của em bắt chước Quyên, em có cái âm, nhưng trong cái bài hát này những cái đoạn em chặt chặt nó bị gắt quá, nó bị mạnh quá đi, nó không có cái tình ở trong đó. Nếu mà em nghe kỹ lại nó bị gắt. Và như nói là Quyên hát cái âm nó vòm nhiều, âm nó dọc nhiều, em lại bị dọc quá luôn đó. Tức như là em bị rộng ra quá, cho nên cái hơi em nó tống ra hết ở ngoài luôn. Cho nên lúc đó nó làm cho các nốt của em nó bị chỉnh choạng liên tục trong một bài hát. Với lại á, bạn hát á, bạn nên thọ thẻ. Tại vì cái hay của Lệ Quyên là âm thanh rất là, nghe rất là mạnh nhá, phát ra bén nhưng mà cực kỳ bỏ nhỏ. Quyên không có bao giờ hát ồn, bạn để chị Quyên hát không bao giờ ồn. Nhiều lần anh đến gần một chút thôi là người ta bỏ nhỏ, người ta nói chuyện với khán giả. Còn em một chút thôi, một chút thôi là đi hết rồi. Cảm ơn vì chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều, và hy vọng là em sẽ cố gắng hơn trong vòng sau. Đừng nản nha, đây là những ý kiến đóng góp để cho mình tốt hơn thôi. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn Như Mai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Dù tình em xa khơi nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối sao giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đến. Lặng lẽ ra đi cho tình tôi nhức nhối, bao năm hạnh phúc bên nhau bây giờ tan theo khói sương. Này người tình ơi, những lúc anh về lặng lẽ âm thầm nhìn căn phòng vắng làm bao xót xa. Đêm nay em có vui không, biết tình nhận em ấm, riêng anh lạnh lẽo đơn côi có lòng ngập tràn đớn đau. Dù tình em xa hơn nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trong giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu về trong giấc mơ em đến. Dù tình em xa hơn nhưng anh còn mãi đây, còn mãi đắm đuối trong giấc mơ khờ dài. Giờ anh lẻ loi trong căn phòng hoang vắng, nguyện cầu em yêu. Vòn mang như chén chuốc cái này, lỡ bao như lá xúc á buồn, lòng thầm bữa phải nỗi đau. Với trái tim ta tật nguyện. Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này, giọt nước ta sẽ chỉ quên đi đôi mắt u tịch, ánh mắt đắm đuối đôi môi là mê, đôi tay buông lơi em yêu đã giết ta trong một đêm thôi mê buồn. Vì yêu em nên ta đã hoang ngây ngô rồi, mỗi sáng lúc tối ta điên ta say với bóng mẹt, đã thấy những nỗi đau thương chia tay đâu không ai hay khi em đã bước chân theo tuyệt vui.
kia đi rồi. Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn. Giữa quãng đời làm người tư si quá mê say, ôm lòng vỡ nát. Chút hết trong ly rượu nồng, đã cho ta lỡ yêu em rồi. Còn tim ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê. Em có hay không nào? Giọt mai như chén chua cay này, lâu bèo như gã su ca buồn. Lạc thang bước với nỗi đau, ơi trái tim ta tật nguyện. Giọt mai như chén chua cay này, lâu bèo như gã su ca buồn. Lạc thang bước vững lời tình si mê. Em có hay không nào? Giọt mai như chén chuốc cay này, lớn bao như gã su ca buồn. Lạc thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Lạc thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Phương Việt rất nhiều. Trời ơi, ổng tới đồ ra rồi ổng nhảy đó. Chị, cái dò cho quẩy bên đây nè. Rất là dễ thương và là không khí cuối cùng rất là bùng nổ đúng không ạ? Anh Hoàng Nhật Nam thân mến. Cô Tư cổ ghi nhiều lắm em ơi. Xin mời cô giáo cầm ba này hồi xưa ba làm cô giám thị. À đúng rồi. Rồi ba ghi chép của ai đi trễ, ai bị phạt cái gì đó là ba ghi lại. Rõ ràng rồi, bây giờ mời cô giám thị. Hưng của tôi đây sao? Nãy giờ bà cứ quay, bà cứ bà càng cầu bà quay qua. Sao mập dữ vậy? Trời ơi. Rồi quay qua cái ca thêm câu cái quần nó có rộng dữ vậy. Rồi còn cái nữa, còn nữa. Ca cáo, thêm cáo, câu cáo. Cái rác ca thêm câu xuống gần tới đây. Cái mắt kiến bự quá che hết cái mặt rồi. Bà cứ rồi bà ngó bộ đồ ta nói ca thi chị. Rồi cái lạc lên cái nói trời cô cái cổ áo kìa, cái cổ áo làm cho con bé lùn lại kìa. Bà mai đồ hả bà Tư? Trời ơi trời. Không, bởi vì tại cái hình ảnh cái đầu tiên là quay lưng bạn đó. Trời ốm ốm cái áo nó ngắn nó sức lên kìa. Trời ơi cái gì mà chấm mà phải chấm cái bộ đồ không à? Tại vì cái hình ảnh của bạn tôi nó rất là chỉnh chu. Ok ha. Ok. Còn quần tôi chưa bao giờ thấy bạn tôi mặc cái quần mà nó rộng rộng như thế cả. Không mà công nhận mắc cười thiệt, mắc cười thiệt. Cái con mắt kiến nữa cho nên nó làm cho tôi bị phân vân, tôi phải nhìn càng nhìn nữa biết không? Không, không nhưng mà hôm nay là ốm hơn hôm bữa rồi đó. Ốm thì có ốm đấy. Nhưng mà nó vẫn mắc cười bạn ơi. Nó lạ lắm, cái e của bạn ra nó lạ lắm. Mà cái đoạn bạn nhảy cái chân bạn móc nó lạ lắm trời ơi. Cái đó mà thử thách anh Thành mà nhảy thì bây giờ khó lắm anh. Cái xuồng đó khó, đừng. Bỏ qua đi. Giờ mấy chén chua cay này. Anh Thành ơi, thật ra em xin các vị giám khảo chúng ta ở đây là tại vì á, cái bạn này á, thể hiện ca sĩ mà cái người ca sĩ đó anh Thành ảnh thể hiện rất là thành công. Mà em tiết lộ với quý vị luôn á, ở đây có một vị giám khảo hát bài Say Tình cũng thiệt là hay, đó là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Oh, wow. Bây giờ chúng ta xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và giám khảo Trấn Thành chúng ta bước lên sân khấu ạ. Vâng ạ, xin mời giám khảo. Xin mời. Mời anh Thành, mời anh Nam. Chết rồi. Ai nhảy ai hát? Nhỏ này chắc năm sau nó ít được mời lắm. Thành ơi, Ly đề nghị nè. Tại vì Ly nghe Thành hát hoài à. Ly chán lắm, hôm nay Ly muốn Hoàng Việt Nam hát. Nhưng Thành mang đôi giày đó nhảy cho nó đẹp. Đúng chết rồi. Rồi, chết. Mà nhảy xoắn quẩy rồi nãy nha. Thôi đứng đây không có về gì hết. Hát đi. Sót mới như chết cho cái nơi. Lèo bèo như gã su ca buồn. Lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Giọt mai những chén chua cay này, nơi về như gã du ca buồn. Làm than bước với nỗi đau, với trái tim ta thật nguyện. Đã cho ta lỡ yêu em rồi,
có dịp ta lỡ trao em rồi. Ta say ta hát yêu yêu ngao lời tình đi mê. Em có hay không nào? Trên chuốc cây này lớp lên như gã ru ca buồn, làm than bước với nỗi đau. Với trái tim ta tất nguyện. Xuất sắc, vỗ tay quý vị. Wow. Xin mời giám khảo Cẩm Ly nhận xét về thí sinh Hoàng Nhật Nam. Có một sự bất ngờ không hề nhỏ. Nhưng thí sinh Hoàng Nhật Nam đã hoàn thành rất là tốt cái phần hát của mình. Nhưng về phần nhảy thì chưa hài lòng ở thí sinh Trấn Thành. Ủa sao vậy? Chưa thấy nhảy cái gì, quẩy, quẩy. Giờ cháu quẩy, chưa thấy nhảy. Music, 1, 2, 3, go. Mấy anh chị, Đàm Vĩnh Hưng không phải Michael Jackson. Vậy thôi. Cái gì vậy? Anh Đàm nó có nhảy dữ vậy? Có nha, tôi thấy có. Đàm có bốn chân. Có bốn nhưng mà này bốn nhiều quá phải không? Không phải, là tại vì Đàm nhẹ hơn. Đàm bún nó gọn hơn, còn anh này bún nó hơi rung, nó hơi bị tưng xíu, nó hơi bị tưng xíu. Có Thành ơi, nhưng mà lâu quá Ly chưa thấy, Ly chưa coi được Hưng nhảy bốn chân sao. Thành bún thử. Chết rồi, cái giày này bún nè. Không biết cái vụ đó đâu, là làm coi làm sao, nó làm sao. Thôi để mấy tới Đàm làm hay quá, nhưng mà quan trọng một hô tay giám khảo Hoài Nhật Nam và giám khảo Trấn Thành ơi. Trời ơi, tôi nói rồi mà, có tuổi mà đi cà keo làm chi vậy, không biết nữa. Đứa nào lâu tôi lên sân khấu một lần nữa tao giết chết liền. Cảm ơn tiết mục về rất là giải trí của ban giám khảo của chúng ta. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với anh chàng Tuấn Phong. Không, nhưng mà sau tất cả thì nhận ra là giám khảo giải trí hơn thí sinh rất là nhiều. Thấy là anh Hoàng Nhật Nam anh có những cái gì đó rất là nổi loạn nha. Lần đầu tiên tôi nghe Nam hát đó, tưởng là mọi người trêu Nam không á, nhưng mà tưởng hay đó nha. Nam hay mà lắm á. Hay đó nha. Hay. Đó chỉ là những cái giây phút bốc đồng mà thôi, anh đã trở lại nội tâm như xưa rồi. Rồi giám khảo nội tâm thể hiện quyền năng của anh đi. Cái mùi giả tạo mà nó bay nghi ngút thiệt á. Ê, nó nghe nè, người ta thi rồi mình góp ý người ta đi. Đúng rồi. Anh mỏi rồi. Ừ, anh mỏi rồi. Giám khảo lôi nói về nhau không à. Bà Minh Tuyết có bài đầu chứ không ai đâu á. Bây giờ cô Minh Tuyết bài này đã sáng động phong trào trong trường nè. Thiệt tình. Anh bình tĩnh trở lại thì lúc nãy cô Tư cổ đang nói về thời trang nhưng mà chưa nhận xét hết. Bây giờ phải mời cô Tư nói nè. Phần trình diễn rồi giọng hát. Đó, ủa? Nãy giờ... Ủa, vẫn còn nhớ xúc hả? Cái gì? Nãy giờ Tư bức xúc cái gì mà Tư quay qua Tư nói Tư hoài vậy Tư? Thì nói nãy giờ Thành nói hết ở đây. Đây chỉ ghi là trang phục và kính của Hưng không chịu nổi. Ghi vậy thôi, đơn giản rồi. Nãy này nãy giờ nói rồi, tại vì biết sao không? Quen rồi, tự nhiên nhìn cái hình ảnh nó sao, tại vì cái giọng của em nó giống rồi, hiểu không? Cho nên là chị cứ tưởng là Hưng, cho nên chị nhìn chị thấy Hưng hôm nay rất là lạ, bạn của mình rất là lạ. Cho nên chị có mấy cái ý kiến như vậy thôi. Hôm nay bạn diễn rất là thú vị, rất là giải trí. Bạn kéo micro giống như là kiểu đang tập tạ xuống mà xuống tới đây này. Nè, tôi nhớ là cái dòng trước đó ai có nói là chung kết em phải đậm nét lên. Tôi vẫn còn nhớ cái câu đó đó. Nhưng mà này đậm quá nên mặn tay. Thì làm sao biết được? Ai nói bữa nay không bùng nổ là sai, bạn rất là bùng nổ. Nhưng tôi nói thí dụ mà có kéo cái micro ra đồng ý, nhưng mà ráng làm sao control nó lại, vuốt nhẹ thôi để xa quá nhiều khi mất vài chữ uổng quá. Thực ra hôm nay á là em có nghe lời góp ý của các giám khảo. Hôm nay muốn các em có một cái gì đó mà giống như anh Thành nói là bùng nổ. Thì đúng rồi, em có một cái bài rất là sôi động, khác với em ở những cái vòng đầu hoàn toàn luôn. Nhưng mà nhiều khi chắc là cũng là dừng giống như lần đầu tiên, cho nên là em máu quá. Về phần giải trí thì em rất vui. Một lần nữa cũng căn dặn chúng ta nghe có chọn lọc. Khen em có một tiết mục rất là sôi động để gửi đến tất cả quý vị khán giả trong đêm nay. Cảm ơn Phong. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Giám khảo Minh Tuyết. Riêng đối với chị thì chị nghĩ rằng á, em là người bắt chước giống thần tượng của mình cái cách hát nhiều nhất. Bây giờ chị đố cho em hát riêng của bản thân em vẫn hát giống Hưng thôi. Em là bị ăn vô trong máu rồi. Cái phong thái cho tới cái cách hát là em đã ăn vô trong máu. Chỉ vì em không ốm như anh Hưng, em không chân diện đẹp được như anh Hưng, cho nên nó bị cái điều đó, nó khiến cho em bị mất điểm cái phần đó thôi. Nhưng cái phần đó mình vẫn, nếu mà mình đưa đúng, mình trau chuốt đúng thì nó vẫn sẽ được thôi. Nhưng mà cái khó nhất vẫn là mình hát làm sao giống như nhắm mắt lại người ta vẫn có thể nói ơ hình như Đàm Vĩnh Hưng hát kìa. Thì với chị, riêng chị vẫn nghĩ rằng em là người hát giống thần tượng nhất.
Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Tuấn Phong luôn giữ một cái phong độ từ đầu cho đến giờ. Nhưng mà trong đêm chung kết này thì anh nhận ra Tuấn Phong dù là một chàng trai rất là bản lĩnh sân khấu và gọi là có sự tính toán sân khấu từng chi tiết, nhưng mà hôm nay đã có cái sự gọi là lo lắng cái áp lực của cái đêm nay nó quá căng. Và cái điều đó nó đã thể hiện ở cái tiết mục Tam Ca. Phong cũng có quên lời một đoạn này, rồi cái bài vừa rồi cũng có quên lời. Mà trước đó anh chưa bao giờ mảy may bắt gặp một chút thiếu tự tin ở Phong hết trơn á. Nhưng mà cái điều mà anh có thể cảm nhận được là cái năng lượng mà Phong lan tỏa ra trong cái tiết mục này là có thật. Và mọi người dưới này rất là hào hứng và nhún nhảy theo. Và cái chất giọng của Phong cũng rất là tốt, vẫn đảm bảo những cái phần ca để làm sao giống anh Hưng nhất. Còn với những sự diễn xuất của Nhảy và di chuyển sân khấu để mà có những cái nó mang tính giải trí nhiều hơn, thì đó là một sự nỗ lực mà anh ghi nhận. Mặc dù là cái sự nỗ lực đó có thể là hơi đậm hơn một chút, nhưng mà anh thấy vẫn dễ thương. Dĩ nhiên là làm sao có thể yêu cầu em chính xác và giống như anh Hưng hoàn toàn 100% được, vì cái cơ địa mỗi người, cái body của mỗi người hoàn toàn là nó khác nhau. Nhưng mà em cũng đã có quá trình giảm cân đó, nhưng mà lưu ý thời trang là nó phải fit. Anh Hưng luôn luôn là nó fit body lắm, thì lúc đó thì từng cái chuyển động của mình nó được linh hoạt hơn, nó sinh động hơn. Chúc mừng Phong. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều vì những lời góp ý dành cho Tuấn Phong ngày hôm nay. Một tràng hô tay nữa, chúc mừng Tuấn Phong. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại những tiết mục dự thi của 4 thí sinh trong đêm thi tối ngày hôm nay. Và hãy dành cho ban giám khảo của chúng tôi thời gian để họ quyết định ai sẽ là quán quân trong đêm chung kết này. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
một dòng xanh xanh, một dòng tràn mong manh, một dòng nồng ý bia, một dòng sâu mấy kia, một dòng trời sao sương, một dòng tình thương mến, một dòng con quyến luyến, một dòng mưa quay về miền để lũ phiền vang. Chúng ta cho Nhã Thân. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt ạ. Bạn thấy không, bạn hát xong mà giám khảo Trấn Thành vẫn ngân nga. Dạ xin được mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thực ra thì tôi rất là thích những cái dòng nhạc giao hưởng như thế này. Thế nhưng nói về kỹ thuật thanh nhạc hay là để trình bày thì bạn thật sự là rất là giỏi. Tôi không có bàn về cái chuyện đó. Và cả về cái thần thái, thật sự nha, bạn diễn hôm nay rất là có thần thái của cô Thái Thanh. Cái bài này là bài cô thời trẻ nè. Cái thời mà cô hát tình ca của Phạm Duy đấy, lúc mà cô còn trẻ cô để tóc như vậy đúng luôn. Và thái độ bạn hát rất là có cô ở trong đó. Thế nhưng đó là thái độ bên ngoài, chứ cái giọng hát thì chưa có ra màu cô lắm. Là bởi vì vẫn cảm nhận là một ca sĩ thính phòng, hát nhạc thính phòng nhiều hơn là Thái Thanh hát dòng sông xanh. Cái này nó khó diễn đạt lắm. Nhưng mà Thanh nghĩ rằng là nếu mà ai mà dân mộ điệu cô Thái Thanh mà yêu thương cô sẽ hiểu điều này. Và cô nói chuyện nhiều hơn, cô nhõng nhẽo nhiều hơn, cô có thái độ trong từng câu hát, từng cái cách nhấn chữ của cô thì nó hơi không có rõ lắm. Nó vẫn là bị học thuật. Chấm điểm thì nó khoảng là 8/10, 8, 8 rưỡi/10. Trong lúc Thành nói thì Tuyết cố tình nghe lại cái bài của cô Thái Thanh hồi thời còn trẻ, thì rất là hiểu ý của Thành nói. Có nghĩa là cô Thái Thanh tuy rằng cổ hát cái giọng ốc nhưng nó vẫn có cái giọng thật của cổ trong đó. Còn bạn á, tại vì bạn có học thuật và bạn học opera nên bạn hát á, cái phần giọng ốc của bạn nhiều hơn, bạn dùng kỹ thuật nhiều hơn. Thứ nhất, thứ hai, cô Thái Thanh cổ hát nhẹ hơn một tí. Cái sự năng động của cổ, cái sự nhí nhảnh của cổ, tuy nó nhí nhảnh, tuy nó năng động nhưng nó vẫn có một cái gì đó rất là đầm thắm ở trong đó. Mình thấy bạn có phần giống như là nhấn mạnh nhiều quá. Ví dụ như là bạn hát dòng, bà đóng cái chữ dòng nhiều hơn, thì cô Thái Thanh lại một dòng, dòng, dòng. Đúng rồi. Cô hát Tuyết, Tuyết làm rất là đúng luôn. Dòng, dòng. Đó, song, mà nó ngân như nhẹ mà nó cưng lắm. Một dòng sông, bây giờ cô ấy cô hát là một dòng sông mênh mà. Rồi cô hát nó có một cái sự trau chuốt ở trong đó, vẫn có cái giọng ốc và vẫn có cái giọng thật của cổ trong đó. Nó nhẹ nhàng hơn một tí. Nhưng mà không có nghĩa là bạn hát dở. Bạn hát rất là tốt trong cái bài hát này. Nhưng mà ý Thành đang muốn nói cái độ chính xác giữa về cái thái độ, cái và, thái tinh độ thần. Và cái tinh thần và cái hồn của Thái Thanh thì nó còn thiếu. Nó còn thiếu trong cái bài hát này. Xin được cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Còn anh Hoàng Nhật Nam, xin mời anh. Chúng ta cũng phải biết là vì Nhã Thanh đó là một cái thí sinh cũng khá là đặc biệt. Vì cô cũng đã có một cái giải thưởng quốc tế về dòng nhạc thính phòng opera nữa. Cho nên cổ cũng là dân thứ dữ. Cho nên là cái bài dòng sông xanh này không có làm khó cổ về mặt biểu diễn. Đặc biệt là lúc nghe những cái đoạn phiêu như là chim họa mi hót á, thì nghe rất là sướng. Từ tuần trước bài ca sao cho đến bây giờ là dòng sông xanh thì thấy em giống như em cũng được giải tỏa. Em rất là thoải mái. Anh cảm nhận được Nhã Thanh xác định được là mình cứ là mình cứ hát và cứ với đam mê thì được tới đâu thì hay tới đó. Mình không có phải áp lực nhiều. Thì anh thấy Nhã Thanh có cái sự chuyển biến đó cho nên em hát anh nghĩ là thoải mái. Nhưng mà dĩ nhiên là các giám khảo khác đã phân tích là để làm sao cho giống thần tượng thì nó là một cái vấn đề khác, nó đòi hỏi cái sự đào sâu hơn. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và chắc chắn là Nhã Thanh của chúng ta đã hiểu đúng không ạ? Hiểu hết những gì mà ban giám khảo đã chia sẻ cho bạn và chúc cho bạn sẽ có một tấm vé may mắn bước vào vòng chung kết tuần sau. Còn ngày hôm nay một tràng pháo tay chúc mừng cho Nhã Thanh.
một chút nhớ anh đây, một chút mưa chưa đầy, một chút thương ai mà xa như khói mây, một chút nít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi đắm sâu như sóng ngầm. Hay quá. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn mỏi sớm mai, một chút gió thanh bao dông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đâu đến cháy lòng. Yêu là như thế, dù là sai thế nào vẫn cứ yêu thôi, và yêu đến khi tàn hơi. Bao lần đã cố, dù lòng phải quên đi, mà tim mới sao mềm yếu quanh thân. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sự là hình bóng ấy. Nắm tay em đừng đem đi, đừng đem đi. Là sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu. Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời. Một chút nhớ thành hai, một chút mưa góp lại, một chút yêu thôi mà buồn môi sớm mai, một chút gió thanh bao dông, một chút mưa đầy biển rộng, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Mời sao mềm yêu quá vậy. Trái tim em và dòng máu nóng để yêu anh, giấc mơ ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sự thấy do lòng ngờ là hình bóng ơi. Nắm tay em đừng đem đi, đừng đem đi. Lỡ sinh ra là để yêu nhau, chẳng rời xa đâu. Bình yên ở và đó là Thu Ngư. Giám khảo Hoa Nhật Nam is man. Xinh đẹp như một đóa hồng, không còn sự nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin như những đêm thi trước nữa. Rất là tốt. Về cái phần hát của em thì thực sự anh nhớ tuần trước anh cũng có lưu tâm em ở cái đoạn đầu. Thì trong cái phần này anh vẫn thấy vậy. Em có cái đặc biệt là lúc ra nó vẫn chưa ổn định hay như nào á. Cái câu phiêu đầu hoặc là những câu đầu tiên mà đổ vào á, là em chưa bao giờ lấy được cái cảm tình chắc là của riêng anh trước. Bởi vì những câu đó nó cứ bị chông chênh hoặc là như nào đó. Mà sau đó vào bài rồi bắt đầu là nó, lúc đó cái lửa của em với là em mới bình tĩnh, mới bắt đầu đi vào cái dòng cảm xúc của mình. Thì cái bài này tương tự cũng vậy. Và thêm nữa thì anh có một cái điều đó là cái nội lực của em và cái năng lượng của em, một khi em đã tự tin thì thực sự là em với Hương Tràm thì chưa chắc ai đã hơn ai. Anh nghĩ là như vậy. Cái đó là anh khen về cái nội lực của em á.
Còn về cái bài hát tối hôm nay thì anh vẫn cảm nhận là giống Tràm thì cũng có giống đấy, nhưng nội lực của em ở những cái đoạn mà lên cao dữ dội thì rất là ra, nhưng mà những cái đoạn thủ thỉ, tâm tình và da diết á, anh thấy là vẫn còn thiếu Hương Tràm. Hương Tràm hát bài này năm 21 tuổi, thu âm bản này, nhưng mà từng trải như là đã yêu rất nhiều mối tình rồi đó. Và những cái câu nhỏ nhỏ từ những câu đầu tiên và những câu mà trầm hoặc là thổn thức á, thì nghe nó rất là nhói lòng và nó rất là, nó có một cái sự tiết chế nào đó để mà nói bằng tim á, thì Thu Ngân vẫn chưa control được những cái đoạn đó. Còn những lúc mà lên cao trào bay bay và dữ dội thì em làm rất là ra. Đó thì anh có cảm nhận là như vậy. Còn nếu như anh nghĩ rằng là em không phải là Hương Tràm mà em là một Thu Ngân á, thì anh cũng khuyên em là sau Ca Sĩ Thần Tượng, nếu em có đi tiếp hay không á, thì em hãy thử sức ở những sân chơi âm nhạc khác để em là Thu Ngân á, thì anh rất mong chờ em sẽ tỏa sáng. Nhưng mà thế này nè bé à, anh nghĩ là đây là lời khuyên chân thành anh dành cho em, là nếu như bình thường mà giọng mình giống Hương Tràm rồi thì hôm nay anh đã tìm được cái điểm khác của em với Tràm rồi. Anh thấy được em có một thái độ âm nhạc R&B rất lớn trong em. Thành, nhưng mà anh thích cách hát của cái trước hơn. Tức là cái phần một á, phần một á là cứ khoan phăng á đã. Sang phần lời hai lúc đó phăng thì nghe nó feel hơn. À không, đúng. Còn đây là lời một vào là đã khoe phăng rồi. Sau đó vào tiếp theo lại tiếp tục. Bản hát này hay là bản hát của Tràm? Bản hát này. Chị đồng ý cái suy nghĩ của anh Nam đó. Tại vì người ta nói những cái gì hay nhất mình phải giữ lại, thì người ta mới tạo sự bất ngờ. Nếu mà mình làm một cái điều đó mà mình làm nhiều lần quá, nó không còn sự bất ngờ nữa. Cái đó là cái cách tinh tế trong khi mình xử lý một bài hát. Phần đầu mình xử lý vừa phải, càng về sau mình thả ra những cái độc chiêu của mình, tạo sự bất ngờ và tạo sự cao trào cho người ta. Đó là cách xử lý khôn khéo trong một bài hát. Hôm nay là em rất là thích bài này, đúng không? Đúng rồi. Tại vì nhìn cái cách của em hát là chị cảm nhận rằng là em hát cho em, chứ không phải là hát cho Tràm nữa. Khi em feel những cái feel, thật sự Tràm bây giờ có feel R&B, nhưng cái cách luyến của Tràm khác cái cách luyến của em. Đó là cái mà Tấn Thành thắc mắc hồi nãy giờ không thấy được Tràm trong đó, là bởi vì em có cố tình xử lý theo những cách feel của Tràm, nhưng em xử lý cái feel của em nó không giống Tràm, mà nó là cái feel của em. Nhưng thú thật, nếu một ngày nào đó em gặp chị thì em về đội của chị nhé. Chứ gì dù dỗ người ta rồi. Hay lắm. Nếu như em thật sự muốn làm album, em có cần tư vấn gì em cứ gọi cho tôi sẵn sàng đó, giúp đỡ em. Tại vì tôi muốn em nổi tiếng, tôi muốn khán giả yêu thương em, tại vì em hát rất hay. Quá tuyệt vời. Xong cái chương trình này để dành tiền ra MV nghe chưa? Ra một bài single của riêng mình, lấy tên mình. Vậy mà anh nghe nhầm là anh xin, sau chương trình này anh xin cho tiền ra MV nha. Sai có một từ thôi. Anh Bình này, anh đau quá, đau quá. Thôi vỗ tay lên cho ban giám khảo. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Thôi nói một cơn bão lời khen dành cho bạn luôn. Chắc chắn bạn đang rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta chỉ có 3 cơ hội dành cho 3 thí sinh bước vào trận chung kết mà thôi. Một lần nữa xin được chúc mừng phần dự thi của Thu Ngân. Đại gia đình dấu yêu ơi, làm sao nói hết những lời trong tôi. Nghĩa tình mấy chục năm trời, Ngọc Sơn ghi khắc suốt đời không quên. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đớn đau dạ dày. Tựa như một giấc mơ trong đời, sao còn vương vấn nghẹn lời. Trời ơi ai thấu chắc lòng tôi. Đường em đi gấm ngọc ngà, đường tôi đi phong ba bụi trần. Tìm đâu một lối cho đôi mình, thôi đành cho
chấp nhận bè bà. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi, nuốt lệ mà đi. Tình yêu không phải như thơ, một túp lều tranh đôi quả tim mơ. Giờ ta say rượu đắng hay rượu tình, mà đôi chân không muốn xa rời người. Bình minh vừa hé bên chân trời, giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gượng cười với chào biệt ly. Giờ tôi nuốt lệ nghẹn ngào, gượng cười với chào biệt ly. Tuấn Minh. Đúng với tinh thần luôn. Chào luôn anh à. Bà dạ, chào. Nhìn hai anh MC rất là giải đẹp. Trí. Đúng là tiêu chí của anh Trấn Xìn. Anh thấy như thế nào ạ? À? Vui vui nha, vui à. Giọng ca của anh là giọng ca tích cực. À, thí dụ như người ta nghe ai hát nói y giọng này hát dở nè, ý, giọng này hát hàng nè, đó là năng lượng tiêu cực. Còn nhìn anh nói y anh này hát vui nè, đó là năng lượng tích cực, anh thấy không? Hát à, vui. Vui à. Nó luôn luôn nó bị, nó bị nằm ở cái ranh giới giữa giống và không giống nha. Anh cứ bị thế này, có nghĩa là thoạt nghe thì sẽ rất là giống, nhưng mà tại sao nó không giống? Là tại vì nó không có những cái tinh tế. Có nghĩa là anh Ngọc Sơn, mặc dù cái chữ nó bẹt, nhưng mà nó bẹt theo một cách nắng nót, chứ không phải là bẹt ngang như bạn. Ơi, là anh Ngọc Sơn không bao giờ hát vậy. Người ơi, đâu đó anh hát câu đó đi. Nuốt lệ. Nhìn nàng nuốt lệ mà đi. Em đang rung anh đó. Nuốt lệ mà đi người ơi. Quá đáng trời ơi. Minh Sù, em bị cũng phải có chiêu chứ gì hả bé. Em tự trọng đi. Em xin lỗi chị. Người ta rung bằng dây, dây em gì? Rung bằng tay. Dây gì? Dây chằn gì trong dây này? Trời ơi, dây chằn gì trọng? Dây chằn là đầu gối bà. Trời đất ơi. Bà hát mà đầu gối hả? Khổ thế giờ luôn á. Con nhỏ này thiệt á, từ ngày nó bận cái bánh kem vô nói câu nào cũng. Thực sự là bạn này bạn có nghiên cứu chứ vậy không đâu. Nhưng mà vì bạn hát á, cái nốt của bạn nó hay bị gãy lắm. Anh Sơn ảnh luyến rất là ngọt. Ảnh luyến nốt không bao giờ bị gãy nốt. Và cái nốt ảnh rất là chuẩn chắc. Cho nên vì bạn luyến bị gãy và nốt bạn không chuẩn chắc, cho nên những cái nhấn nhá của ảnh bạn làm chưa có được tới nơi tới chốn. Bạn cố gắng về hát cho nó chuẩn nốt thứ nhất. Thứ hai là cái luyến lấy đừng có bị gãy, thì nó sẽ ra anh Sơn rất nhiều. Vì bạn có một cái mà rất ít người bắt chước được anh Sơn, đó là cái độ sáng, độ vang trong cái giọng của bạn đó. Bạn chỉ cần về tập cho nó chuẩn bài nào, chính xác bài đó, hát luyến lấy ngọt ngào vậy là bạn sẽ ok. Với dòng sau tập hít đất đồ vô. Dạ. Bỏ micro chạy Sơn hát xong có vụ hít đất rồi đó, rồi nhảy mấy cô chất sinh có nãy có một đoạn nhẹ khoan vút, để dành chiêu.